Thiên đạo đồ thư quán Trương Huyền. Chương 281, sư giả bình chắc đã tới. 1. Đại sư huynh. Khóe miệng ba đại danh sư co giật, đồng thời thân thể lảo đảo. Biến hóa này cũng quá nhanh đi. Trước đó còn muốn thu đối phương làm học đồ, kết quả người ta biến hóa nhanh chóng, trở thành đại sư huynh. Kêu một tiểu tử chưa đủ 20 tuổi làm đại sư huynh sao? Ba đại danh sư thấy trước mắt hoa lên. Dù nghĩ tới nghĩ lui thế nào, bọn họ cũng cảm thấy có chút cổ quái. Chỉ có điều, vẻ cổ quái vừa lóe lên ở trên mặt lại biến mất, thay vào đó là vẻ mặt kích động và hưng phấn. Ý của Dương sư là đồng ý thu nhận chúng ta. Lưu Lăng kịp phản ứng, kích động run rẩy, trên trán có thể kẹp chết muỗi, nếp nhăn dồn lại cùng một chỗ, thoạt nhìn như đóa hoa cúc. Dương sư bảo bọn họ gọi Trương Huyền là đại sư huynh, không phải là gián tiếp nói muốn thu bọn họ làm học sinh sao? cảm ơn Dương Sư Thành Toàn. Trang Hiền, Trịnh Phi trực tiếp hơn, lập tức quỳ xuống đất. Audio điện tử võ tấn bền. Dù đối phương chưa nói rõ, thái độ lại không phản đối, không nhanh động thủ một chút, nếu chẳng may không đồng ý, chẳng phải sẽ khóc chết sao. Hai người này, thấy bằng hữu lâu năm hành động nhanh như vậy, Lưu Lăng vội vàng cũng làm theo, cúi đầu bái lại. Trương Huyền cũng không quay đầu lại, thần sắc không chút kinh ngạc trở thành môn nhân của ta, ta sẽ giúp các ngươi thăng cấp. Chỉ có điều, ta luôn luôn quen nhàn vân giã hạc, cũng không ở lại đây quá lâu, lại sẽ rời đi. Trương Huyền tuy rằng nhận được ta chân truyền, nhưng tuổi tác quá nhỏ, tu vi quá cạn, có khả năng lại cần các ngươi chiếu cố một chút. Lão sư yên tâm, nếu nhập môn, chúng ta tất nhiên tuân thủ quy định sư môn. Trương Huyền là đại sư huynh của chúng ta, chỉ cần có đủ khả năng, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Đám người lưu lăng tỏ thái độ. Danh sư thu đồ đệ, nhất định phải tuân theo quy định. Thân truyền tự động là cấp cao nhất, nói cách khác, cho dù học viên thân truyền tuổi có nhỏ nữa, ở trước mặt học viên giảng bài đều là sư huynh. Tuy rằng nghe quái dị, nhưng ở danh sư đường có rất nhiều, không tính là gì cả. Nếu quyết định bái nhập môn hạ Dương sư thì phải tuân thủ quy định. Trương Huyền là sư huynh, làm sư đệ có thể trợ giúp, bọn họ tất nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Ừm đánh quyền đi xác định thân phận sư đồ trương huyền thỏa mãn gật đầu vâng biết dương sư định chỉ điểm cho bọn họ bọn họ hưng phấn vội vàng đứng lên bên trong gian phòng nhất thời có quyền phong gào thét ba người bắt đầu thể hiện ra võ kỹ không biết qua bao lâu ba người ôm quyền từ biệt mặc dù tu vi vẫn là bán bộ tông sư còn chưa đột phá nhưng trên mặt bọn họ lại mang theo hưng phấn khó có thể kiềm chế thật ra Trực tiếp giúp ba người đột phá, Trương Huyền cũng có thể làm được. Chỉ có điều, một khi làm như vậy, chân khí tinh thuần sẽ để lộ ra. Tu vi không cao cũng sẽ bị lộ, cao nhân không làm được là chuyện nhỏ, phiền phức khẳng định cũng sẽ theo nhau kéo đến. Suy đi nghĩ lại, hắn chỉ giúp bọn họ chỉ ra chỗ thiếu hụt trong tu luyện. Sử dụng lời của hắn mà nói, vạch ra chỗ thiếu hụt, tự nghĩ biện pháp đột phá, cũng là thử thách đối với bọn họ. Làm danh sư nhất tinh, biết những điểm này lại không có cách nào đột phá, chính là thiên tư có vấn đề. Cần suy nghĩ có nên thu làm học sinh hay không? Nghe nói như thế, ba đại danh sư làm sao còn dám nói cái gì? Bọn họ cẩn thận ghi nhớ những chỗ thiếu hụt hắn đã nói, rất sợ nhớ sai. Chỉ có điều, biết những khu vực sai lầm trên tu luyện, dựa vào kiến thức và lý giải đối với tu luyện của bọn họ, đột phá cảnh giới, quả thật chỉ là vấn đề thời gian. Lão gia, thẩm truy bệ hạ đang ở bên ngoài chờ an bài ba đại danh sư xong trương huyền đang muốn nghỉ ngơi tôn cường lại đi lên trước hắn tới lẽ nào ánh mắt trương huyền nhất thời sáng lên để cho hắn vào dương sư thời gian không lâu thẩm truy bệ hạ đi đến ôm quyền khom người nhìn về phía người trung niên đối diện đầy vẻ nhiệt tình và sùng bái lão tổ sắp tử vong bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở còn có thể được hắn cứu sống thậm chí thành công đột phá loại thủ đoạn này chỉ sợ cho dù là danh sư nhị tinh, cũng khó có thể làm được. Có lẽ, vị trước mắt này là một danh sư tam tinh, thậm chí còn cao hơn. Người như thế, đừng nói hắn chỉ là quốc vương của một vương quốc không nhập lưu, cho dù là bệ hạ của vương quốc nhất đẳng, cũng không phải muốn gặp là có thể nhìn thấy. Hồi bẩm Dương sư, ngài sai ta tìm bí tịch thông huyền cảnh, ta đã thu thập gần đủ. Ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên. Điều kiện trao đổi để trị liệu cho Thẩm Hồng chính là bảo hắn thu thập sách. Lúc này cũng đã qua mấy ngày, dựa vào lực ảnh hưởng của Vương Thất, thu thập đến mấy nghìn quyển, chắc hẳn không phải là vấn đề hóc búa. Mời Dương sư xem qua. Bàn tay lật một lần, mấy nghìn quyển sách chỉnh tề được đặt chỉnh tề ở trước mặt, chất thành một đống lớn. Xem ra biết hắn cần, tất cả đều mang tới. Ừm. Trương Huyền đi tới trước mặt vì tay cầm lên mấy quyển, nhanh chóng lật xem, tiếp đó thả xuống, tiếp tục lấy quyển khác thẩm truy bệ hạ vốn có chút kỳ quái danh sư lợi hại như vậy cần bí tịch thông huyền cảnh làm cái gì nhìn thấy một cảnh tượng như vậy hắn lại càng cảm thấy kỳ quái nếu như mở ra xem có thể hiểu là học tập đằng này mở cũng không thấy mở chỉ lấy tay gẩy đầy làm gì vậy trong lòng hắn kỳ quái cũng không dám nhiều lời ngoan ngoãn đứng tại chỗ xoạt xoạt trương huyền không ngừng nghỉ chỉ chốc lát mấy nghìn quyển bí tịch hắn đã lật xong những bí tịch này tuy rằng ở trong công pháp thông huyền cảnh hết sức bình thường không tính là quá cao minh lại hơn ở chỗ số lượng nhiều đối với người nắm giữ thiên đạo đồ thư quán như hắn mà nói không còn gì tốt hơn chính xác tinh thần thoáng động một quyển sách xuất hiện ở trong đầu hắn công pháp thiên đạo thông huyền cảnh được rồi người mang tất cả đi hắn tùy ý khoát tay áo đồ thư quán đã ghi nhớ hết tất cả những quyển sách này giữ lại cũng vô dụng Điều này, Thẩm Truy Bệ hạ sửng sốt. Hắn thu thập những bí tịch này, tốn cái giá không nhỏ, vốn tưởng rằng vị Dương sư này chí ít sẽ mở ra liếc mắt nhìn. Kết quả chỉ tiện tay cầm một lần lại xong chuyện. Có phải những bí tịch này quá mức kém cỏi, khó coi hay không? Nếu như vậy, ta lại đi tìm một chút. Hắn có chút do so dự, không nhịn được nói. Không cần, những sách này ta đã xem xong, có thể cầm trở lại. Trương Huyền xua tay, chương 282, sư giả bình chắc đã tới. Hai, xem, xem xong rồi. Thẩm truy bệ hạ thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Ngươi, ngươi, xem cái gì? Tùy tiện lật lật những sách này vài cái, mà kêu là xem xong. Mắt ngươi mọc ở trên tay sao? Đúng, trong lòng buồn bực suy nghĩ muốn nôn ra máu, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, thu những quyển sách chất đầy đất vào chiếc nhẫn chữ vật, lúc này mới ôm quyền, vậy ta liền cáo từ ừ trương huyền xua tay thẩm truy bệ hạ đi ra khỏi phủ đệ không có ngừng nghỉ trực tiếp trở lại vương cung đã đưa hết sách cho dương sư rồi thẩm hồng lão tổ đi lên đưa rồi chỉ có điều hắn không cần lại cầm về thẩm truy bệ hạ đến bây giờ vẫn lộ ra vẻ mặt cổ quái cầm về dương sư không hài lòng sao không phải vậy hắn xem xong rồi cũng không xem. Không xem, vậy hắn cần những sách này làm gì? Thẩm hồng không hiểu. Lại, lại, chỉ lật lật một chút. Lật lật, thẩm hồng chớp mắt. Người nói người muốn mấy mỹ nữ, đẩy đẩy vài cái, có thể hiểu được. Lật lật mấy cuốn sách làm gì? Cao nhân hành sự, chúng ta quả nhiên không hiểu được. Hai người nghẹn hồi lâu, sắc mặt đỏ ửng rồi đưa ra kết luận thẩm truy bệ hạ rời đi, Trương Huyền nói với Tôn Cường không gặp người nữa, xoay người đi trở về phòng. Tu luyện, hắn mở công pháp thiên đạo tầng thứ bảy vừa hình thành ra, nhìn qua. Huyệt đạo mở ra, kinh mạch toàn thân nối liền, tất cả thông suốt, chân khí di chuyển không gặp trở ngại, là thông huyền. Các hàng chữ phía trên in vào trong đầu. Thu thập mấy nghìn quyển bí tịch, lúc này hình thành thần công thiên đạo, giống như trước kia, không có bất kỳ vấn đề gì trương huyền vừa quan sát vừa tu luyện chân khí tinh thuần ở bên trong thân thể xoay quanh dựa theo phương pháp tu luyện đặc biệt được ghi chép phía trên không ngừng vận chuyển âm âm chỉ vận chuyển qua một vòng giao cản tích huyệt cảnh trước đó trong nháy mắt bị phá vỡ linh khí khổng lồ trong thiên địa lấy thân thể làm trung tâm điên cuồng truyền xuống chân khí và lực lượng trong cơ thể cũng điên cuồng tăng thêm thông huyền cảnh sơ kỳ thông huyền cảnh trung kỳ thời gian không lâu lực lượng lại đạt được no đủ, thực lực cũng đạt tới thông huyền cảnh đỉnh phong. Dựa theo tu vi gia tăng, tốc độ tiến bước quả nhiên chậm lại. Cảm nhận được lực lượng đạt được đỉnh phong, lại không có cách nào tiến bước, trương huyền ngừng lại. Tích huyệt cảnh là thôi diễn từng huyệt đạo, tiêu hao không ít thời gian, không có cách nào tính toán được. Thời điểm đỉnh lực cảnh có thể tu luyện công pháp thiên đạo hoàn chỉnh, lúc đó đại khái sử dụng một canh giờ. Mà bây giờ, nhiều hơn 10 phút, xem ra tu luyện càng về sau, càng khó khăn. Vẻ mặt Trương Huyền nghiêm túc cảm thán. Nếu như để cho người khác biết suy nghĩ của hắn, chắc hẳn đều có lòng muốn bóp chết hắn. Hơn 10 phút, cũng gọi là càng lúc càng khó. Người khác từ thông huyền cảnh sơ kỳ, tu luyện tới đỉnh phong, cho dù thiên tài tuyệt đỉnh, có vô số bảo vật tăng thêm, không tốn 10 năm khổ công cũng không thể nào làm được. Người thì hay rồi, hơn một canh giờ 10 phút, đã cảm thấy tốc độ tu luyện chậm. Trời ạ, à, tại sao không đi chết đi? Xem lực lượng có bao nhiêu? Cảm thán xong, Trương Huyền đứng dậy đi tới phía trước cột đá đo lực, một quyền đánh tới. Ông! Một hàng con số thong thả hiện lên. 600 đỉnh. Sắc mặt Trương Huyền vui mừng. Thời điểm hắn ở tích huyệt cảnh đỉnh phong, mở ra 108 huyệt đạo, lực lượng tăng thêm 108 đỉnh, lại thêm 20 đỉnh trước đó, lực lượng chân khí tổng cộng là 128 đỉnh. Hiện tại đột phá, tự nhiên trực tiếp tăng thêm gấp mấy lần. Bình thường thông huyền cảnh sơ kỳ là 100 đỉnh, trung kỳ 200 đỉnh, hậu kỳ 300 đỉnh, đỉnh phong 400 đỉnh. 600 đỉnh, tất nhiên vẫn có thể ngang với bán bộ tông sư. Cường giả tông sư cảnh, lực lượng 10 phần, giơ tay nhấc chân có thể phát huy ra lực lớn 1000 đỉnh. Giữa 400 đỉnh đến 1000 đỉnh đều có thể xưng là bán bộ tông sư. 600 đỉnh nếu như lại thêm thân thể 90 đỉnh Lực lượng khổng lồ gần 700 đỉnh, cho dù ở trong bán bộ tông sư cũng được cho là cực kỳ sát đầu. Xem như là có năng lực tự vệ nhất định. Lực lượng cường đại hùng hậu như vậy, lại phối hợp với thiên đạo đồ thư quán nhìn ra chỗ thiếu hụt, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Từ sau khi phát hiện trong người có khí độc, có người muốn giết hắn, bóng ma này vẫn quanh quẩn ở trong lòng. Không có thực lực, đối phương còn muốn hạ thủ, hắn cũng không có cách nào phản kháng lúc này lực lượng có thể so với bán bộ tông sư trong lòng mới tính là ổn định một ít lại củng cố tu vi một hồi hoàn toàn thích ứng với lực lượng vừa đột phá lúc này hắn mới ra khỏi phòng bất chi bất giác một đêm trôi qua bên ngoài ánh sáng mặt trời từ bầu trời phía đông chậm rãi hiện lên ánh sáng chiếu xuống dọi sáng bốn phía xung quanh một cách an bình không ngờ trời đã sáng nhìn mặt trời mới mọc trước mắt trương huyền biết chờ đợi nửa tháng cuộc thi đấu của học viên mới, sư giả bình chắc sắp bắt đầu. Cuối cùng đã tới. Trường 283, Tiền Siêu chấn động kinh ngạc một Tiền Siêu là con trai của Tiền Các Lão, vốn định nhân lúc hôm nay rảnh rỗi, lén lười biếng nghỉ ngơi một chút. Nhưng sáng sớm hắn đã bị phụ thân bắt qua, trong bụng đầy oán khí. Phụ thân, lần sư giả bình chắc này, chỉ cần tìm người hỏi thăm kết quả một chút, thông báo là được, không cần phụ thân phải tự mình đi đến đây vẻ mặt tiền siêu oán niệm, ủy khuất không nói nên lời. Bất kể nói thế nào, phụ thân cũng là một trong những người được bệ hạ rất coi trọng. Lần trước Hoài Nam Hầu và Tật Phong tướng quân so đấu, phụ thân không hề đi. Học sinh luận võ có gì đáng để xem chứ? Thật sự nghĩ không ra lão gia tử nhà mình làm sao? Đường đường là một vị các lão, nhìn thấy quốc phương bệ hạ cũng có thể không cần bái lạy, quan lớn nhất phẩm trong chiều tranh đấu với nhau không đi, hết lần này tới lần khác muốn đi xem học sinh nào đó so tài. Sư giả bình chắc, tuy rằng dính dáng tới mặt mũi của lão sư, trên thực tế là mấy học sinh đang đánh nhau. Chuyện ở mức độ này, tùy tiện tìm một hạ nhân tới nhìn, về báo một chút là được. Còn cần thống lĩnh tình báo này như phụ thân đích thân tới nữa sao? Cũng không sợ làm người ta khiếp sợ sao? Đó là một sự kiện tam tinh, ta phải tự mình trình diện. Tiền các lão khoát tay chặn lại. Ta biết là sự kiện Tam tinh, chuyện liên quan đến học viện tự động thêm nhất tinh, Lục Tầm lão sư lại là lão sư Minh tinh, lại thêm nhất tinh. Trên thực tế cũng chính là một sự kiện nhất tinh mà thôi. Tiền siêu bĩu môi không lưu tâm. Sự kiện nhất tinh, dựa theo tình huống bình thường đều có thể báo cũng có thể không báo. Loại chuyện cấp bậc như vậy đều tự mình đến, sớm hay muộn còn không chết vì mệt mỏi hay sao? Không đơn giản như vậy. Tiền các lão hừ một tiếng. Còn có thể phức tạp hơn, ta còn không tin, so tài giữa các học sinh lại có thể có tinh cấp cao hơn so tài giữa Hoài Nam Hầu và Thật Phong Tướng quân. Phải biết rằng, lần so tài kia, chỉ riêng quan viên từ nhị phẩm trở đi, đã hơn 12 người. Tuyệt đối có thể gọi là một trong những trận so tài có thanh thế lớn nhất trong năm nay. Tiền siêu không để tâm. Hoài Nam Hầu và Thật Phong Tướng quân đều là quan lớn nhất phẩm bên trong vương quốc. Cuộc luận võ còn sớm được tuyên bố ra ngoài không ít cường giả đã đến quan sát cuộc chiến, vị phụ thân này của mình lại chết sống không đi, nói tinh cấp không đủ. Lần này phụ thân lại chạy tới nhìn mấy học sinh đánh nhau, khiến cho hắn cũng có chút nghi ngờ. Có phải già rồi nên hồ đồ hay không? Sáng sớm hôm nay, ta nhận được tin tức, Vương Hoàng tộc trưởng Vương gia một trong bốn gia tộc lớn đã đi tới học viện. Bạch Minh tộc trưởng Bạch gia cũng tới, hai tộc trưởng gia tộc lớn đích thân tới, đủ thấy coi trọng đối với lần so tài này ngươi nói ta có cần tự mình qua hay không?" Tiền các lão nói, Vương Hoàng tộc trưởng là cường giả thông huyền cảnh đỉnh phong, thực lực cũng xếp ở vị phía đỉnh phong ở trong toàn bộ Vương thành. Bạch Minh tộc trưởng tuy rằng không bằng hắn, lại là một luyện đan sư chân chính, địa vị được tôn sùng. Bọn họ tới trường học quan sát mấy học sinh so đấu sao?" Tiền siêu không tin. Mặc dù hai tộc trưởng lớn này không có chức quan, địa vị chân chính cũng không thấp hơn quan lớn nhất phẩm trong triều người lợi hại như thế làm sao có thể đến xem một đám học sinh so tài bản thân ngươi tự xem đi hai người rẽ trái rẽ phải một hồi đi tới trước đài so đấu của học viện hồng thiên lúc này trên khán đài đã chật kín người tiền các lão tiện tay chỉ một cái ta cảm thấy trên vị trí người chủ trì sẽ không có mấy người qua đúng không tiền siêu lẩm bẩm một tiếng không nhịn được nhìn lại về phía trên vị trí người chủ trì của đài so đấu vừa nhìn tới Thân thể hắn lập tức cứng đờ. Vương Hoàng tộc trưởng, Bạch Minh tộc trưởng không ngờ thật sự tới. Vị kia là Âu Dương hội trưởng, Âu Dương hội trưởng của Luyện Đan sư công hội thế nào cũng tới. Còn có Mạnh Nham đan sư, Lâm Mộ đan sư, Kim Thần đan sư. Điều này, làm sao có thể như vậy được? Vốn dĩ một đám học sinh so tài, không có khả năng làm người khác chú ý. Hắn lại phát hiện, không chỉ hai trong bốn tộc trưởng gia tộc lớn tới. Còn có gần 10 vị luyện đan sư cũng tới. Thậm chí ngay cả hội trưởng cũng tới. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Luyện đan sư là một trong những chức nghiệp cao cấp nhất của Thượng Cửu Lưu, vô cùng cao quý. Đặc biệt là Âu Dương hội trưởng, người như thế, thậm truy bệ hạ muốn gặp cũng không nhất định có thể gặp được. Ngày hôm nay hắn lại chạy đến nơi đây, xem một đám hài tử so tài. Điều này khiến cho đầu óc hắn choáng váng, không thể tin được. Không chỉ là bọn họ ngươi xem bên kia, chấn động kinh ngạc còn chưa có kết thúc, tiền các lão lại đưa tay chỉ. Theo ngón tay hắn nhìn lại, tiền siêu lại run rẩy có phần nói không ra lời. Y sư đứng đầu vương quốc, nguyên ngữ đại sư, vị kia là, điền lão, lần trước trong tiệc mừng thọ bệ hạ, hắn không hề tới, mượn cớ từ chối. Thế nào, thế nào, vừa rồi còn cảm thấy phụ thân có phần chuyện bé xé ra to. Kết quả, hắn chấn động kinh ngạc thiếu chút nữa đã chết rồi. Nguyên ngữ đại sư, đây chính là nhân vật cường hãn quốc vương bệ hạ cũng phải lấy lễ đối đãi, không dám có quá nhiều yêu cầu. Điền lão, càng không cần phải nói, bệ hạ muốn uống trà của hắn cũng không có cửa, vậy phải công nhận lợi hại đến trình độ nào. Nhưng hai người lợi hại như vậy, lại đỏ mắt mong chờ ngồi ở trên khán đài, vẫn không nhúc nhích, chờ đợi cái gì. Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra hay không? Thật hay giả vậy? Mấy người kia là ai? Vì sao nhiều người như vậy đều nhường chỗ ngồi cho bọn họ? Ta cũng không biết, có khả năng thân phận rất cao. Đang chấn động kinh ngạc tới muốn chết đi sống lại, hắn liền nghe được cách đó không xa vang lên tiếng kêu kinh ngạc của mấy học sinh. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, lại thoáng lảo đảo. Ba đại danh sư, bọn họ, bọn họ cũng tới. Chương 284, Tiền siêu chấn động kinh ngạc 2. Xuất hiện ở trước mắt hắn chính là ba lão giả. Nếu nói mấy người trước đó chỉ khiến hắn chấn động, lúc này ba người xuất hiện đã là quá mức kinh hoàng. Đây chính là ba đại danh sư, đại năng siêu cấp. Đừng nói là hắn, cho dù phụ thân hắn, tiền các giả đi thăm hỏi, bọn họ cũng có thể không thèm để ý tới. Người như thế, ngày hôm nay tự nhiên cũng giống như những người khác ngồi ở khán đài. Chỉ có điều, sự kinh hoàng của hắn còn xa mới kết thúc. Ngay sau đó hắn lại nhìn thấy hai người trung niên cũng ngồi xuống. Là, là Thẩm Truy Bệ Hạ và Triệu Phong thành chủ Bạch Ngọc Thành. Cổ họng hắn chợt khô khốc. Mới vừa rồi hắn còn cảm thấy phụ thân tới đây có chút hạ thấp thân phận, không nghĩ tới, ngay cả Bệ Hạ và Triệu Phong thành chủ cũng đích thân tới. Bạch Ngọc Thành, thành thị lớn thứ hai của Thiên Huyền Quốc, địa vị thành chủ gần với quốc vương Bệ Hạ. Đây thật là so tài giữa các học sinh sao? Cho dù vương tử so đấu, trận thế cũng không lớn như vậy. Thật ra, địa vị tối cao trong đám người kia không phải là bệ hạ và ba danh sư, mà là vị kia. Nhìn thấy được con trai khiếp sợ đến như vậy, tiền các lão mở miệng. Tiền Siêu vội vàng nhìn lại, lập tức thấy được một người béo mập hoàn toàn không có gì đáng chú ý. Hắn là Biết nguồn tin tức của phụ thân rất rộng, không có khả năng bắn tên không đích, tiền Siêu không nhịn được hỏi. Hắn là quản gia của Dương Sư, Tôn Cường. Hắn tới đây, đại biểu cho Dương Sư. Tiền các lão chậm rãi nói. Đại biểu cho Dương Sư. Tiền siêu lại nuốt nước bọt. Dương Sư người ngay cả thẩm truy bệ hạ cũng bị cản ở ngoài cửa sao. Mấy ngày qua, chuyện liên quan tới Dương Sư, hắn đã sớm nghe nói. Đám người lưu sư cam tâm thăm hỏi, thừa nhận không bằng. Thẩm truy bệ hạ bị cản ở ngoài cửa xếp hàng một vị danh sư lợi hại như thế, phái quản gia của mình qua. Thân thể tiền siêu run rẩy, thật sự không nghĩ ra, đây rốt cuộc là một trận so tài quy cách gì vậy? Đây, thực sự là sự kiện tam tinh sao? Trước đó phán đoán là tam tinh, hiện tại xem ra, sợ rằng đã là ngũ tinh. Gương mặt già nua của tiền Các có phần nghiêm trọng. Chỉ sợ cũng chỉ có sự kiện ngũ tinh mới có thanh thế như vậy, có khả năng đưa tới nhiều cường giả như vậy. Chẳng lẽ là lục tầm lão sư. Suy nghĩ hồi lâu, thật sự không nhịn được, âm thanh tiền siêu run rẩy hỏi. Lục tầm là lão sư minh tinh, danh tiếng vang vọng toàn bộ vương quốc. Chẳng lẽ bởi vì hắn cùng với người khác so đấu, mới đưa tới nhiều người như vậy? Cưng rắn biến một sự kiện tam tinh thành ngũ tinh. Hắn, đến bây giờ ta cũng thấy rất kỳ quái. Mặc dù hắn có danh tiếng, ta cảm thấy còn chưa đủ tư cách. Hiện tại ta đang hoài nghi, có phải là vì trương huyền lão sư kia hay không? Tiền các lão có chút do dự, nói. Lục tầm danh tiếng rất lớn, điều này không phải giả. Nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể khiến cho đám người vương hoàng, bạch minh đến. Muốn để cho Âu Dương hội trưởng và một đám luyện đan sư qua, khẳng định làm không được. Huống gì còn có đám người thẩm truy bệ hạ, điền lão cùng với tôn cường quản gia của Dương Sư. Nếu không phải vì hắn, vậy dĩ nhiên là phía so tài còn lại vị trương lão sư này đã từng có tiếng xấu trương huyền nghe được cái tên quen thuộc lại có chút xa lạ này tiền siêu ngây người nếu như phụ thân đoán là sự thật có thể khiến cho nhiều nhân vật cường hãn như vậy tự mình qua người này rốt cuộc làm sao làm được không chỉ hắn chấn động kinh ngạc tới sắp phát điên nhiều vị lão sư của học viện khác mỗi một cũng bứt tóc vẻ mặt phát điên các ngươi xác định đây không phải là viện trưởng luận võ với người khác chứ nếu không, thế nào ngay cả quốc vương bệ hạ, ba đại danh sư, điền lão, nguyên ngữ đại sư. Những nhân vật cường hãn này đều tới. Trương huyền biến trở về dáng vẻ vốn có, dẫn theo đám người triệu nhã đi tới đài so đấu. Khi nhìn thấy được mọi người ngồi ở vị trí người chủ trì, và đám người thẩm truy bệ hạ vẻ mặt hưng phấn, hắn cũng lộ ra vẻ mặt cổ quái. Ta và và lục tầm làm sư giả bình chắc, những kẻ ngu ngốc này. Tới đây làm gì? chương 285, viên đào đấu với khổng kiệt một. Trên vị trí người chủ trì cuộc so tài. Trên gương mặt hoàn mỹ không tì vết của thẩm bích như lộ ra một tia phiền muộn và sốt ruột. Học tâm khảo vấn kết thúc, nàng có việc rời khỏi thiên huyền thành, hôm qua mới trở về. Vừa về đến đây, nàng liền nghe đến sư giả bình chắc. Nàng khiếp sợ đến mức thiếu chút nữa ngất đi. Trương huyền này có phải bị điên hay không? Lục tầm là ai? Chiều bài của học viện Hồng Thiên, lão sư minh tinh chân chính cùng hắn so tài đây không phải là tìm đánh sao cuống gì người này còn đặc biệt đào đi không ít học viên từ môn hạ của người khác để chuyên khắc chế đám người triệu nhã tại sao lại lỗ mãng như thế cắn chặt răng ngọc nhớ tới chuyện ngày hôm qua thẩm bích như càng phiền muộn hơn sau khi biết tin tức này nàng muốn đi khuyên can kết quả người này không ngờ không có ở đó nàng chạy đến cửa phòng ký túc của đối phương đợi một đêm mà cũng không thấy bóng dáng hắn đâu. Ngày hôm sau sẽ phải so tài. Có người nói lục tầm cả đêm giáo dục học viên, một đêm chưa từng nghỉ ngơi. Người thì hay rồi, ném học sinh qua một bên, cả đêm không về. Có người nào chuẩn bị tranh tài như vậy không? Gan người cũng lớn quá đi. Có phải cảm thấy đã không có hy vọng giành thắng lợi, tự động bỏ qua hay không? Thông qua các chuyện tàng thư các, Hồng Thiên Lâu, học tâm khảo vấn nàng còn tưởng rằng trương lão sư này chỉ là danh tiếng bên ngoài không tốt trên thực tế là một người nghiêm khắc thận trọng chăm chỉ hiện tại xem ra nghiêm khắc thận trọng chăm chỉ cái rắm ấy ai đã từng thấy sắp phải lên đài đi đấu mà mấy ngày liền cũng không thấy được bóng người không nghĩ gì thế tại sao vừa trở lại đã không yên lòng vậy đang âm thầm tức giận một dung mạo xinh đẹp xuất hiện ở phía trước một nữ lão sư xinh đẹp khác của học viện hàn quỳnh Hàn Quỳnh cũng là mỹ nữ trong trăm người mới có một. Luận về diện mạo, chỉ kém thẩm bích như nửa bậc. Chỉ có điều, nàng khoảng chừng 25 tuổi, chính là thời điểm huy hoàng rực rỡ nhất của nữ nhân. Bàn về dáng người, dịu dàng đáng yêu, người sau lại còn xa mới bằng được. Bởi vậy, người si mê Hàn Quỳnh lão sư càng nhiều hơn. Thậm chí vượt xa thẩm bích như. Cùng là nữ lão sư xinh đẹp, quan hệ riêng giữa hai người không tệ, được cho là khuê mật tốt nhất còn không phải vì Trương Huyền kia, thật không biết đầu óc hắn nghĩ như thế nào, vừa mới rửa sạch được cái danh xấu, lại muốn so tài cùng lục tầm lão sư. Thẩm bích như thở phì phò bực bội nói. Một khi thua, những chuyện trước kia, chỉ sợ cũng chẳng còn ai thèm tin nữa. Vừa rồi học tâm khảo vấn, chứng minh là phòng giáo dục vụ oan hãm hại ngươi. Nếu chẳng may so tài thua, các loại lời đồn sẽ lại chen chúc tới. Sau này có nói cái gì cũng không có ai tin tưởng. Xem ra, nàng rất quan tâm tới hắn nhỉ. Hàn Quỳnh mỉm cười, ánh mắt lộ ra sự giảo hoạt. Ai quan tâm tới hắn? Một kẻ kiêu ngạo mà thôi. Thẩm bích như bực bội nói. Không quan tâm là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng thẩm đại mỹ nữ của chúng ta động lòng phàm chứ. Đưa tay ra lười biếng rũi thắt lưng, lộ ra một đường cong kinh người. Hàn Quỳnh không tiếp tục dây dưa trong vấn đề này, thoáng hiện ra vẻ kỳ quái hỏi. Đúng rồi, nàng nói xem, hai người bọn họ so tài rốt cuộc ai có thể thắng. Năm học sinh của Trương Huyền, đám người triệu nhã, trịnh dương đều không tệ lắm. Chỉ có điều, lục tầm lão sư đặc biệt nhằm vào điều này đưa ra bố trí, tìm mấy người mặc hiểu, đều khắc chế bọn họ. Ta sợ, ngay từ lúc đầu bọn họ đã bị thua. Nói đến ai có thể thắng lợi, thẩm bích như không phiền muộn và tức giận như trước, trong mắt mang theo sự bình tĩnh và nhìn xa trông rộng. Làm lão sư của học viện, nàng biết rõ ràng về tình hình của học sinh. Sau khi nghe được tin tức so tài, nàng đã đặc biệt điều tra qua, biết được bố trí của Lục Tầm. Người này hành động, thật là tiểu nhân, nhưng nói thật, đây cũng là một lão sư ưu tú thể hiện ra. Bất kể đối xử với đối thủ thế nào, đều phải toàn lực ứng phó, tranh thủ điều kiện có lợi nhất, cũng là tố chất cơ bản lão sư và người tu luyện chắc chắn phải có đầy đủ. Trừ khi, nói đến đây, Thẩm Bích như dừng lại, ánh mắt lóe lên mang theo vẻ nhìn xa trông rộng. Mấy người Triệu Nhã bọn họ đều đạt được võ giả nhị trọng, dựa vào ưu thế trên cấp bậc, có lẽ còn có thể đánh một trận. Lục Tầm tìm học sinh, chuyên môn kìm chế đám người Triệu Nhã. Trừ khi bọn họ đột phá, mới có khả năng phá tan loại áp chế này. Bằng không, muốn thắng được, thật sự không có bất kỳ hy vọng nào. Đúng vậy, Hàn Quỳnh cũng gật đầu tán thành. Mau nhìn kìa, Trương lão sư bọn họ tới. Khí thế thật là mạnh, Triệu Nhã bọn họ không ngờ đạt được võ giả nhị trọng. Điều này không thể nào, mới nửa tháng lại đạt tới võ giả nhị trọng. Hai người đang lo lắng, liền nghe được đoàn người xôn xao một hồi. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy Trương Huyền dẫn theo đám người Triệu Nhã đã đi tới. Thời khắc này, khí tức toàn thân đám người Triệu Nhã, Trịnh Dương, Vương Dĩnh, giống như phong quang lộ ra, mỗi một hành vi cử chỉ đều tản ra uy thế cường đại võ giả nhị trọng. Ngoại trừ viên đào tệ nhất chỉ có tụ tức cảnh hậu kỳ, những người khác đều đã đạt tới đan điền cảnh. Điều này, mắt của hai người thẩm bích như nhất thời sáng lên. Xem ra trương huyền lão sư này thoạt nhìn không đáng tin cậy, trên thực tế vẫn rất ra sức. Hàn Quỳnh mỉm cười. Hiện tại cũng chỉ có viên đào hơi yếu một chút, những người khác vẫn có hy vọng giành thắng lợi. Thẩm bích như gật đầu, đang muốn nói tiếp, đột nhiên gương mặt trắng bệch. Sao vậy? thấy bộ dạng này của bằng hữu tốt, Hàn Quỳnh có chút nghi ngờ. Là, lục lão sư và học sinh của hắn tới. Thẩm bích như siết chặt nắm tay thanh tú. Lục lão sư, tới thì thế nào, đám người triệu nhã đều là võ giả nhị trọng, cơ hội chiến thắng rất lớn. Hàn Quỳnh mỉm cười, đang muốn nói tiếp, lập tức nhìn thấy được lục tầm và đám người chu hồng, mặc hiểu từ cách đó không xa đi tới. Khóe miệng nàng cũng giật một cái, lập tức cứng đờ võ giả tam trọng, học sinh của hắn, không ngờ, đều đạt được võ giả tam trọng. chương 286, viên đào đấu với khổng kiệt 2. Võ giả tam trọng chân khí cảnh, có thể vận dụng chân khí, lực lượng vượt quá 300 cân. Làm thế nào thắng được? Toàn thân hai người cứng đờ. Võ giả nhị trọng và tam trọng là một đường danh giới. Nhất trọng tụ tức, linh khí chạy toàn thân, biến thân thể người bình thường thành võ giả, có thể tu luyện nhị trọng đan điền ở bên trong thân thể tích góp linh khí tập trung lại mở rộng đan điền tam trọng chân khí đạt tới loại cảnh giới này chân khí có thể vận chuyển ở bên trong thân thể bất kể thân thể phản ứng hay lực lượng hai tầng trước đều còn xa mới có thể so sánh được đạt được chân khí cảnh có thể nói trình độ sinh mạng cũng tăng thêm không ít trước đây chỉ là người bình thường hiện tại tuyệt đối có thể so sánh với hổ lang đánh thế nào đây Vừa rồi nhìn thấy được đám người Triệu Nhã đạt được võ giả nhị trọng, còn tưởng rằng nắm chắc phần thắng. Hiện tại xem ra, thắng cái lông, hoàn toàn không có chút phần thắng nào. Muốn thắng, trừ khi xuất hiện kỳ tích. Thẩm Bích Như cười gượng. Nếu nói trước đó còn ôm hy vọng đối với Trương lão sư, cảm thấy hắn có khả năng giành thắng lợi. Đến giờ phút này chút may mắn đó cũng biến mất. Sự chấn động kinh ngạc của hai đại mỹ nữ không thể tăng thêm được nữa mỗi một lão sư tới quan sát cuộc chiến cũng trợn mắt há hốc mồm lặng ngắt như tờ bọn họ đồng thời sử dụng ánh mắt thương hại nhìn về phía trương huyền so tài với lục tầm lão sư quả nhiên là tìm ngược võ giả nhị trọng chiến đâu với tam trọng trương đan sư chết chắc rồi giống như các lão sư khác âu dương hội trưởng và đỗ mãn đan sư nhìn nhau cũng đồng thời lắc đầu đúng vậy trình độ hai bên khác nhau căn bản không có khả năng chiến thắng xem ra, trương đan sư, nhất định sẽ thua. Rất nhiều luyện đan sư đồng thời cho ra kết luận, không nhịn được thở dài. Trương Huyền, lục tầm vừa ra trận, trong lòng không ít người đã có phán đoán. Cán cân thắng lợi đã nghiêng đến bên phía lục tầm. Ngày hôm nay diễn ra cuộc tranh tài của học viên mới. Chỉ có điều, trước đó, cần tiến hành đánh cược giữa các lão sư trước đó, sư giả bình chắc giữa lục tầm lão sư và trương huyền lão sư, thấy hai nhân vật chính đều đi tới, viện trưởng từ lâu không lộ diện, giờ đã đứng ở trên đài so đấu, giọng nói vang vọng học viện. Nghe được tiếng nói, là nhân vật chính, Trương Huyền và Lục Tầm đều dẫn theo học sinh đi lên đài so đấu. Từng người ngồi ở một bên. Sư giả bình chắc, học sinh đấu với học sinh, lão sư chỉ có thể ở bên cạnh quan sát cuộc chiến, không được can thiệp. Đương nhiên, so tài chỉ là một phần của đánh giá, trong đó còn có bài thi sát hạch tiềm lực vân vân. Chỉ có điều, võ giả chú trọng thực lực, so tài không thắng được, sát hạch phía sau cho dù thắng, cũng sẽ không có bất kỳ vinh quang nào. Ai lên trước? Đối với bàn luận của người khác, Trương Huyền không thèm quan tâm. Thần sắc hắn thản nhiên nhìn về phía năm người học sinh. "Để ta." Viên Đào bước lên trước. Trương Huyền gật đầu. Huyết mạch Long Tê của hắn đã mở ra, nên tương đối yên tâm. Không Kiệt, lên đi, đánh bại kẻ đứng thứ nhất đếm ngược này. Thấy trận đầu hắn tự nhiên phái ra loại người trong cuộc thi sát hạch nhập học đứng thứ nhất đếm ngược, lục tầm lạnh lùng cười. Trải qua một đêm một mình chỉ điểm, năm học viên này dĩ nhiên đã củng cố tu vi võ giả tam trọng sơ kỳ, có thể vận dụng chân khí một cách quen thuộc. Thực lực như vậy, thắng được mấy võ giả nhị trọng, dễ dàng như trở bàn tay. Một lát nữa chờ người thất bại thảm hại, xem còn có tư cách gì làm học đồ của ba danh sư. Ánh mắt lóe lên, lục tầm lạnh lùng cười. Tất cả cố gắng cũng là vì ngày hôm nay, chờ học sinh của hắn ở trước mặt mọi người đánh bại Trương Huyền, xem người này còn không biết xấu hổ làm học đồ của ba đại danh sư nữa hay không. Đến lúc đó, hắn sẽ để cho tất cả mọi người biết, lục tầm hắn mới là tồn tại vô địch nhất của học viện Hồng Thiên. Khổng học trường, mong rằng hạ thủ lưu tình. Nhìn về phía đối thủ trước mắt, Viên đào lộ ra bộ dạng tội nghiệp. Người xem ta mập như vậy, thực lực cũng mới là võ giả nhất trọng. Lưu tình. Khóe miệng khổng kiệt cong lên, ánh mắt lộ ra vẻ xem thường. Khi ta chiến đấu không biết lưu tình là gì đâu. Hoặc là trực tiếp chịu thua, hoặc là bị ta đánh xuống lôi đài. Tùy ngươi tự chọn. Chịu thua, nếu như ta chịu thua, trường lão sư sẽ đánh chết ta. Vẻ mặt viên đào ủy khuất, đi về phía trước mấy bước không muốn chịu thua vậy cứ chờ bị đánh xuống lôi đài đi rất đơn giản không để ý tới đối phương tỏ ra yếu kém khổng kiệt lạnh lùng cười còn chưa bắt đầu chiến đấu người này lại tỏ ra yếu kém cầu xin tha thứ cũng thật là kỳ lạ chỉ có điều từ điểm đó cũng có thể thấy được trương lão sư không có bản lĩnh gì lục lão sư thắng chắc ngươi xem như vậy được không dù sao ta cũng đánh không lại ngươi một lát nữa ngươi giả vờ giả việt đánh vài cái ta lại chịu thua như vậy trương lão sư cũng sẽ không trách tội chỉ cần ngươi phối hợp ta sẽ cho ngươi một nghìn a à, không năm trăm ba trăm đồng tiền vàng xem như thù lao lại đi về phía trước mặt đối phương viên đào hạ giọng ba trăm đồng tiền vàng giả đánh không kiệt sửng sốt nhiều tiền như vậy ngươi có sao ta có ngươi xem tay trái viên đào đưa về phía túi tiền móc một cái khổng kiệt không nhịn được cúi đầu nhìn lại, chỉ có điều hắn còn chưa thấy được cái gọi là tiền, liền thấy một nắm đấm xé gió lao đến. Trúng kế. Tới giờ khắc này, hắn mới biết chắc là bị đối phương lừa gạt, tỏ ra yếu kém, giả vờ đáng thương, sau đó hối lộ, tập kích bất ngờ. Trời ạ, à, có cần vô sỉ như vậy hay không? Nhiều học viên như vậy nhìn, người làm như vậy, tính là anh hùng cái gì? Trong lòng hắn phiền muộn, chỉ có điều lúc này đã không kịp, đồng tử hắn co lại, ngay sau đó hắn cảm thấy một lực lượng rời núi lấp biển tuôn ra. Còn chưa kịp phản ứng, trên mặt hắn đã cảm thấy đau đớn mãnh liệt. Vù, hắn bay ngược ra, ngã ở bên ngoài đài so đấu. chương 287, ta thuộc một. Chỗ vị trí chủ trì của các lão sư. Vương siêu ngồi ở trong đó, lưng thẳng tắp, thần thái ngạo nghế, giống như một cây trường thương muốn đâm thủng trời cao xem ra trương huyền này là bình sức không sợ mẻ người khác so đấu đều vừa ra tay cho người mạnh nhất lên đánh thắng sẽ tăng thêm tự tin cho người phía sau hắn lại hay rồi vừa bắt đầu lại phái ra một kẻ tệ hại như thế đây không phải chịu thua thì là làm gì hồng hạo trưởng lão ở một bên vuốt dâu vẻ mặt hưng phấn sau khi hồng thiên lâu của hắn bị trương huyền nói ra chuyện làm giả kinh doanh ảm đạm cách đóng cửa cũng không kém là bao nhiêu trong lòng hắn hận không thể sớm lột ra người này. Nếu không phải sợ mình ra tay bị học viện điều tra ra, sau đó kinh doanh càng không làm nổi, khẳng định hắn đã sớm động thủ. Tiểu tử võ giả nhất trọng hậu kỳ đối đầu với võ giả tam trọng. Hoàn toàn không có thể so sánh. Đầu vương siêu nâng lên, mang theo hào khí chỉ điểm Giang Sơn. Hơn nữa, khổng kiệt từ nhỏ tu luyện thiết trường, lực công kích siêu cường, thuộc về loại thiên tài công kích điên cuồng hắn ra tay, sợ rằng viên đào này ngay cả 10 lần hít thở cũng không kiên trì nổi, sẽ rơi xuống lôi đài, lập tức bại trận. Tuộc tức cảnh hậu kỳ đại khái nắm giữ lực lượng 90 cân. Chân khí cảnh sơ kỳ, có 300 cân, tranh lệch nhiều gấp 3, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Đừng nói 10 lần hít thở, ta thấy có thể kiên trì được 3 lần hít thở hay không cũng rất khó nói. Không hạo trưởng lão cười nói. Không sai, nếu như ngay từ lúc đầu khổng kiệt lại xuất thủ, Người này cũng chính là một quyền thoáng cái đánh bại Vương siêu gật đầu Xem ra, trận đầu không có gì hồi hộp Đúng vậy, đừng nói tới trận đầu Ta cảm thấy năm trận cũng không có gì hồi hộp cả Lần này lục lão sư khẳng định giành thắng lợi Khiến cho vị trương huyền này danh tiếng quét ra rác Không hạo trưởng lão hừ lạnh Làm hại hắn kinh doanh không tốt Hắn đã sớm muốn làm cho đối phương thân bại danh liệt Trước đó, hắn đã đặc biệt đi tìm lục tầm nếu không phải là hắn trợ giúp cũng không có khả năng có sư giả bình chắc ngày hôm nay chỉ cần trương huyền này thất bại hắn có rất nhiều loại phương pháp khiến cho đối phương sau này hối hận về tất cả những gì đã làm ở hồng thiên lâu bắt đầu không biết hắn nghĩ những điều này vương siêu đáp một tiếng gật đầu đối với khổng kiệt này hắn vẫn rất có lòng tin ngày hôm qua hắn giúp lục tầm rằng co cả đêm biết năm học viên mới này tuổi không lớn lắm nhưng thực lực chân chính lại đáng sợ tới mức nào một đám người cao nhất là đan điền cảnh cũng muốn giành thắng lợi sao đây không phải là nằm mơ sao trong lòng hắn cao hứng nhìn về phía đài so đấu ngay đằng trước chỉ thấy hai học viên mới mặt đối mặt đi tới khổng học trường mong rằng hạ thủ lưu tình sau một khắc tiếng viên đào cầu xin vang lên vừa nghe hắn nói như thế hai người thiếu chút nữa phun ra nước bọt cười ngất tiếng của viên đào không lớn nhưng bọn họ đều là cao thủ, tai thính mắt tinh, nghe thấy tất cả rõ ràng. Còn chưa có ra tay đã sợ, so tài cái rắm Binh không chiến đấu đã khuất phục người, học sinh của lục lão sư quả nhiên lợi hại. Hai mắt hồng hạo trưởng lão tỏa ra ánh sáng. Thấy không, cảnh giới dạy học sinh cao nhất, không phải là học sinh chiến đấu thật lợi hại, mà là vừa ra trận, học sinh của đối phương lại bị dọa tới tê liệt. Đây mới là cường giả. Đây mới thật sự là lão sư minh tinh. Người một lão sư cấp thấp, còn kém cách xa vạn dặm. Xem ra, người này sẽ chủ động chịu thua. A. À, nghe được lời hai người nói chuyện, Vương Siêu cũng gật đầu. Hắn đang muốn tiếp tục nói chuyện, đột nhiên toàn thân giống như là bị người ta bóp cổ, âm thanh mắc kẹt ở trong cổ họng, sắp nghẹn chết. Sao thế? Đang đắc ý, không Hạo trưởng lão không nhìn thấy cảnh tượng ở trên đài so đấu. Lúc này nghe giọng điệu Vương Siêu quái dị, hắn sốt ruột vội vàng ngẩng đầu lên vừa nhìn tới hắn cũng thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu chỉ thấy viên đào kẻ mà bọn họ cho rằng phải thua không thể nghi ngờ đang đứng ở trên đài so đấu vỗ nhẹ vào y phục trên người bộ dạng anh hùng vô địch mà vị khổng kiệt lực công kích sức lực mạnh mẽ chẳng biết từ lúc nào đã nằm ở dưới lôi đài mắt trợn trắng tự nhiên ngất đi đây là chuyện gì xảy ra vậy hai bên so tài chỉ cần có một bên rơi xuống lôi đài là đại biểu thua, vừa rồi không phải còn rất tốt sao? Thế nào nháy mắt một cái, ngôi sao mới chân khí cảnh này vốn có dự định diễu võ dương oai, thoáng cái thể hiện hùng phong, đã bị đánh cho trợn trừng mắt. Thật sự là chưa đến ba lần hít thở lại kết thúc trận thi đấu. Nhưng, thế nào lại là kết quả này? Hồng hạo trưởng lão đều cảm thấy sắp phát điên rồi. Tên ngu xuẩn này, vẻ mặt đờ ra, vương siêu gầm lên giận dữ, hận không thể đánh chết khổng kiệt này. Người có lực công kích mạnh như vậy, thực lực lợi hại như vậy, nói vô nghĩa với hắn làm cái gì? Trực tiếp ra tay không phải tốt sao? Lúc này thì hay rồi, còn chưa kịp thể hiện ra thiết trưởng, đã bị đánh tới cha ruột cũng không nhận ra. Ngươi, đánh lén, chơi xấu. Ở phía đối diện Chu Hồng rít gào. Có chuyện so tài như vậy sao? Một khắc trước còn nói rất hay, muốn chịu thua. Sau một khắc lại một quyền đánh tới, cũng thật sự không có phong độ cao thủ đi chỉ có điều, vừa nghĩ tới trước đây đi truyền tin tức, bị đánh thành bộ dạng như vậy, khóe miệng hắn không nhịn được nhất thời co rút. Dường như, học sinh môn hạ ủa vị trương lão sư này, không có một người nào có phong độ cao thủ. Đánh lén, so tài cũng đã bắt đầu, bất kỳ kẻ nào đều có thể công kích. Làm sao có thể gọi là đánh lén, nếu như hắn muốn động thủ với ta, ta cũng không ngại. Lười để ý tới đối phương kêu gào, viên đào vung ống tay áo, mang theo khí chất cao thủ, trong mắt đầy khinh bỉ muốn trách thì trách chính hắn ngay cả một quyền cũng không chịu nổi quá yếu quá yếu loại đánh lén này cho dù cường thịnh mấy đi nữa cũng không chống đỡ được nói đánh lén thành quang minh chính đại như vậy sao có người có thể không biết xấu hổ đến thế nghe được lời nói vô cùng khí thế của hắn tất cả người xem thi đấu khóe miệng co giật người khác đánh lén cho dù thắng cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn người này thì hay rồi lẽ thẳng khí hùng, chiếm lấy Sơn Hà như vậy. Con bà nhà ngươi, mặt mũi đâu? Lão sư, có tính là ta chiến thắng không? Chắp hai tay ở sau lưng, viên đào nhìn về phía lão sư trọng tài. Cái này, chiến thắng. Vị lão sư này quay đầu lại nhìn một chút, phát hiện vị khổng kiệt này bị một quyền đánh trúng đầu, trong khoảng thời gian ngắn chắc hẳn cũng không thể tỉnh lại. Hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu. Hắn chủ trì cuộc so tài của học viên mới không biết bao nhiêu năm, vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Nếu nói đánh lén, cuộc so tài đã bắt đầu, là bản thân người không chú ý, bị người đánh bại cũng không oán được người khác. Nếu không nói đánh lén, rất rõ ràng không phải là chiến đấu bình thường. Hừ, nhìn thấy được một đệ tử vốn nắm chắc phần thắng, lên đài so đấu đã bị đánh xuống lôi đài, Lục Tầm thiếu chút nữa tức chết chương 288, ta thua 2. Tốn tròn 300 vạn, mua đan dược nâng cao tu vi, chịu đựng một đêm, tiêu hao vô số chân khí, giúp đỡ đột phá đến chân khí cảnh. Lại tự nhiên như vậy. Người tốt xấu gì cũng đánh một quyền, thực lực chân chính không bằng đối phương, ta cũng nhận. Nửa chiêu còn chưa đánh, đã bị người ta đánh ra ngoài. Lục tầm ôm ngực, hai mắt biến thành màu đen. Nếu không phải là lực chịu đựng tốt, sợ rằng hiện tại hắn đã xông lên đánh, lục lão sư trận đầu thất bại làm sao bây giờ chu hồng không nhịn được hỏi mạc hiểu người lên đi cố nén cảm giác uất nghẹn trong lòng lục tầm vẫy bàn tay một cái vâng mạc hiểu gật đầu trong tay cầm trường thương đi tới trịnh dương người đi lên đi nhìn thấy đối phương phái hắn ra trương huyền hô một tiếng trịnh dương gật đầu trong tay cũng cầm trường thương đi lên hai bằng hữu tốt lại đứng thẳng đối diện nhau. Không để ý tới trịnh dương xuất chiến, Trương Huyền liếc mắt thoáng nhìn tới viên đào, thỏa mãn gật đầu. Ngược lại không phải là hắn tán thành đánh lén, mà viên đào chỉ là tụ tức cảnh hậu kỳ, đối phương lại là chân khí cảnh, tranh lệch còn lớn hơn một cấp lớn. Cho dù phòng ngự của ngươi có cường thịnh mấy đi nữa, lực công kích cũng không yếu, nhưng phải đánh tới trên người đối phương mới được. Đánh không tới, cũng là lời nói xuông viên đào biết rất rõ ràng khuyết điểm của mình, tốc độ không theo kịp đối phương, cố ý tỏ ra yếu kém, lại ra tay đánh lén. Nói thật, thất bại như vậy, cũng không trách được người khác. Là mạc hiểu, lần này khẳng định có thể chiến thắng. Thật vất vả kìm chế sự buồn bực trong lòng. Nhìn thấy được Mạc Hiểu đi lên đài, ánh mắt Phương Siêu nhất thời sáng lên. Vị này chính là Hồng Hạo trưởng lão ở một bên, thấy hắn xác định như vậy, kỳ quái nhìn qua. Mạc Hiểu Am hiểu thương pháp, từng là đệ tử của ta. Vương Siêu gật đầu. Hắn không chỉ có thực lực đạt tới chân khí cảnh, lý giải đối với thương pháp cũng rất lợi hại. Mấu chốt nhất chính là, ta đã truyền thụ ba chiêu thương thức thứ ba, thức thứ bảy và thức thứ mười tám vương ra cho hắn. Hàn quang chợt nổi lên, ánh mặt trời chiều, chim quay về rừng. Ánh mắt hồng hạo trưởng lão nhất thời sáng lên, có phần không thể tin được. Ba chiêu này tuy rằng không phải là lực lượng tối cường trong thương pháp của vương gia, nhưng cũng là một khối công phòng kết hợp, uy lực vô cùng. Người không ngờ truyền thụ phương pháp chân quý như vậy. Thương pháp của vương gia là bí kỹ thương pháp cao nhất tại thiên huyền quốc. Chỉ cần học thương pháp, không ai không muốn học tập. Hai cha con vương sùng, vương siêu cũng không truyền ra ngoài. Chính vì vậy, bộ thương pháp này đang càng thêm chân quý, khiến cho vô số người điên cuồng vì nó bình thường có thể học được một chiêu lại cơ bản là vô địch trong cùng cấp bậc hắn không ngờ lại một hơi truyền thụ ba chiêu hơn nữa còn đều có uy lực lớn như vậy đúng vậy cho nên mạc hiểu tất nhiên giành thắng lợi tự tin trên mặt vương siêu không chỉ hoàn toàn khôi phục thậm chí trở nên càng nồng đậm mạnh mẽ hơn hình như thất bại vừa rồi đã hoàn toàn không có ảnh hưởng tới cũng khó trách được khổng kiệt không phải là học sinh của hắn hắn chỉ biết là không kém tính cách các loại, cũng không biết được rõ ràng. Mạc hiểu lại khác, người này đã học qua với hắn, tính cách bền bỉ kiên định không chịu thua. Trịnh Dương muốn đánh lén, cũng không có khả năng thành công. Hơn nữa người này lại được hắn thân truyền cho thương pháp thông huyền, muốn thua cũng khó. Quan trọng nhất chính là, trước đây Trịnh Dương cũng từng muốn bái hắn làm sư. Hắn đã từng nhìn thấy đối phương ra tay, thương pháp nhu nhược, không có khí chất quyết trí tiến lên, bởi vậy mới bị hắn chặn ở ngoài cửa. Người như thế, mới nửa tháng ngắn ngủi, cho dù tiến bước thế nào đi nữa, khẳng định cùng lắm mạnh mẽ tới đâu đi nữa, không phải là đối thủ của Mạc Hiểu. Côn tháng, đau năm, thương cả đời. Thương Pháp nếu như có thể tiến bước trong khoảng thời gian ngắn, vương gia bọn họ cũng sẽ không được gọi là thế gia tương đạo đứng đầu thiên huyền quốc. Lục tầm hiển nhiên cũng biết rõ điểm ấy, mới phái Mạc Hiểu lên, hy vọng hắn có thể giành thắng lợi đẹp mắt, lật lại cục diện mạc hiểu chúng ta lại gặp mặt trên đài so đấu trường thương của trịnh dương chợt thẳng tắp trực tiếp dựng lên trong nháy mắt cùng toàn thân hắn gắn bó thành một đường thẳng đúng vậy lại gặp mặt mạc hiểu gật đầu cũng giơ trường thương lên hai người từ nhỏ đến lớn làm bằng hữu tốt không nghĩ tới lại gặp mặt ở trên đài so đấu hơn nữa còn là trường hợp này động thủ đi biết bằng hữu tốt có khả năng rất khó hạ thủ trịnh dương mở miệng trước tạm thời không vội để cho ta làm nóng người đã. Mạc Hiểu lắc đầu, lui về phía sau mấy bước, chân khí trong cơ thể kích động, ba chiêu thương pháp hắn học được từ chỗ của Vương siêu giống như nước chảy mây trôi thi triển ra. Vù 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 vù, thương lực bắn ra bốn phía, giống như trận gió lốc thổi qua khiến tóc người dựng đứng lên. Người này làm gì, trực tiếp thi triển ra ba chiêu thương pháp, không phải là nói cho đối phương biết hắn biết thương pháp của Vương ra sao. Một khi sớm biết, sẽ có sự đề phòng còn đánh sao được nữa. Nhìn thấy được Mạc Hiểu không trực tiếp động thủ, ngược lại thi triển thương pháp làm nóng người, Hồng Hạo trưởng lão lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Chiến đấu với người khác, tốt nhất đối phương không biết thủ đoạn của mình. Còn chưa có chiến đấu, lại để lộ ra con át chủ bài. Đây không phải là chờ cho người ta để phòng sao. Ha ha, yên tâm đi. Vương siêu mỉm cười, vẻ mặt kiêu ngạo và tự hào. Thương pháp vương ra là không có cách nào phá giải mấy năm nay chiêu số đã sớm lưu truyền ra bên ngoài. Không ít người đều bắt trước theo, nhưng ai có thể thật sự phá giải. Mạc Hiểu làm rất đúng, cố ý làm cho đối phương nhìn thấy được, khiến cho trong lòng hắn phát sinh áp lực. Sau đó sẽ một lần hành động thi triển ra, phát huy mạnh uy danh thương pháp của vương gia ta. Điều này, ngược lại cũng đúng. Không hạo trưởng lão gật đầu. Thương pháp của vương gia quả thật lưu truyền từ lâu, đáng tiếc không có phương pháp vận chuyển chân khí, bắt trước theo cũng vô dụng. Quan trọng nhất chính là, căn bản không phá giải được. Nếu quả thật có thể phá giải, Vương Sùng cũng sẽ không có uy danh lớn như vậy. Trên đài so đấu, Mạc Hiểu đã làm nóng người xong, thì triển ra hoàn mỹ ba chiêu thương pháp của Vương gia. Được rồi, chắc hẳn muốn biểu diễn thương pháp của Vương gia. Vương siêu lại cười, đang muốn khen vài câu, mong tận mắt nhìn thấy được trịnh dương bị đánh cho hoa rơi nước chảy chỉ thấy trường thương trong tay mặc hiểu keng một tiếng rơi trên mặt đất bản thân thở dài một tiếng một chiêu này của ngươi cho dù ta đạt được chân khí cảnh cũng phá giải không được ta thua a à, thân thể vương siêu thoáng lảo đảo một cái còn chưa đánh mà ngươi nhận thua cái lông ấy cho dù muốn thua cũng là đối phương chịu thua có được hay không trời ạ à, đây rốt cuộc là thế nào vậy lục tầm đối diện cũng thoáng lảo đảo lại muốn khóc chương 289, dùng sức lớn một Tuy rằng trước đó danh tiếng của Trương Huyền không tốt lắm, nhưng lục tầm có thể từng bước một quật khởi, đi đến bây giờ tình trạng này, không chỉ dựa vào thiên phú và thực lực, quan trọng hơn chính là tâm tính. Bất kể gặp phải chuyện gì, hắn đều bình tĩnh xử lý, hoàn toàn không có chút tự cao tự đại và kiêu ngạo. Vì xác định danh sách so tài lần này, hắn đặc biệt điều tra qua mấy học sinh của Trương Huyền, từ trong toàn trường chọn lựa ra đội hình đối đầu có điều kiện tốt nhất. Trong khi điều tra, Trịnh Dương và Mạc Hiểu từ nhỏ lớn lên cùng nhau, đồng thời luyện thương. Thiên phú của Mạc Hiểu rõ ràng cao hơn ở Trịnh Dương, còn trải qua vô số lần chiến đấu, đều là Mạc Hiểu giành thắng lợi. Hắn chưa bao giờ từng thất bại. Chính vì vậy, hắn mới từ chỗ bằng hữu tốt đào người ra, còn truyền thụ làm cho hắn thương pháp của vương gia. Vốn tưởng rằng đã nắm chắc, kết quả, còn chưa có so tài, lại ném thương đi, chủ động chịu thua. Lục tầm chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, cũng sắp phát điên. Vừa rồi khổng kiệt kia bị vài câu lừa dối đã mắc lừa, bị một quyền đánh ngất xỉu, ta nhịn. Cùng lắm thì 60 vạn kim tệ, 300 vạn chia cho 5 người đổ xuống sông xuống biển. Nhưng ngươi, lại là chuyện gì? Đã thấy hãm hại người, chưa thấy qua hãm hại người như thế. Biết rõ ta cả ngủ cũng không ngủ, giúp các ngươi nâng cao thực lực, chính là vì giành thắng lợi. Hiện tại thì hay rồi, Thực lực tăng lên, tiền cũng đã tốn, nhưng ngay cả đánh cũng không đánh liền trực tiếp chịu thua. Tại sao vậy? Hai học sinh chân khí cảnh, người đầu tiên bị một quyền đánh bay, người thứ hai trực tiếp chịu thua, làm cái gì vậy? Không chỉ Vương Siêu, Lục Tầm phát điên, các lão sư xung quanh xem học sinh so tài, trên đầu tất cả đều xuất hiện dấu chấm hỏi. Mỗi một người đều không hiểu nguyên nhân. Nhìn thấy được Lục lão sư dẫn theo học sinh chân khí cảnh qua, Mọi người vốn tưởng rằng cục diện đã nghiêng về một phía. Kết quả, thật sự nghiêng về một phía, đáng tiếc phía một phía ngược lại. Thật ra không chỉ mọi người có bộ dáng này, ngay cả người trong cuộc Trương Huyền cũng lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Lúc huynh đệ Mạc Hiểu, Trịnh Dương so đấu, hắn đang ở nhà của Lục Trầm đại sư, cũng không biết hai người thật ra đã giao đấu, cũng sẽ không hiểu rõ vì sao còn chưa có chiến đấu, Mạc Hiểu liền trực tiếp nhận thua. Sở dĩ ta chịu thua, là bởi vì mấy ngày trước đây chúng ta từng lén so tài một lần trịnh dương chỉ dùng một chiêu lại đánh bại ta thậm chí muốn giết chết ta cũng dễ dàng như trở bàn tay đám người triệu nhã vẫn chưa trả lời giọng nói của mạc hiểu trên đài lại vang lên giọng nói của hắn thẳng thắn hoàn toàn không có chút chán nản và hối hận ngược lại mang theo một phần tiêu sái mấy ngày qua ta vẫn luôn nghĩ xem phá giải như thế nào vốn tưởng rằng đột phá đến chân khí cảnh dựa vào lực lượng cường đại có thể hóa giải vừa rồi ta thử một chút mới phát hiện vẫn không chống đỡ được chiêu số trịnh dương học tập với trương lão sư đã tiến thẳng tới chân ý của thương đạo chỉ sợ ta nghiên cứu cả đời cũng không có cách nào lý giải được càng chưa nói tới chống đỡ biết rõ tiếp tục so với xuống vẫn sẽ bị hắn một thương đánh bại còn không bằng chủ động chịu thua nói đến đây mặc hiểu ôm quyền hướng về phía bằng hữu tốt khẽ cười trịnh dương người có một lão sư tốt nhất định phải biết quý trọng nói xong hắn cầm lấy trường thương xoay người đi trở về giọng nói của hắn vang vọng bốn phía xung quanh gần như tất cả mọi người đều nghe được mạc hiểu nói trương lão sư truyền chiêu số hắn nghiên cứu cả đời cũng không có cách nào phá giải nói như vậy chẳng phải là còn mạnh hơn thương pháp của vương ra sao làm sao có thể hai bên so tài theo lý thuyết cũng sẽ không nói dối. Nếu không, Lục lão sư còn không đánh chết hắn sao? Mỗi một người đều trợn tròn mắt. Ở Thiên Huyền Vương quốc, thương pháp của vương gia thật sự quá nổi danh. Rất nhiều người nhìn thấy được chiêu số là có thể nhận ra, gần như là đại biểu vô địch trong thương pháp. Nhưng bây giờ Mạc Hiểu nói, căn bản không phải là đối thủ. Khiến cho tất cả mọi người đều bùng nổ. Xem ra Trương Huyền lão sư cũng không kém cỏi giống như trong lời đồn đại trái lại rất lợi hại. Đúng vậy, tổng cộng 5 cuộc so tài, hiện tại đã thắng liên tiếp hai trận. Chẳng lẽ lục lão sư phải thua? Ai cũng không biết, chỉ mong tiếp đó lục lão sư có thể quật khởi. Xung quanh bàn luận ẩm ý, trên đài, ngực lục tầm trong ngực một lên một xuống, sắc mặt càng lúc càng xanh mét. Đau chứng, đều dạy cho một đám người gì vậy? Hãm hại lão sư không phải là hãm hại như vậy. Câu nói sau cùng kia của ngươi có ý tứ, Trịnh Dương có một lão sư tốt, lẽ nào ngươi không có một lão sư tốt sao? Ta tốn 300 vạn giúp các ngươi mua đan dược, không tiếc tiêu hao chân khí, giúp các ngươi nâng cao thực lực. Kết quả, có được một câu nói như vậy. Tuy rằng phẫn nộ, nhưng hắn cũng biết, bây giờ không phải là thời gian tức giận. Một khi nổi giận, uy vọng nhiều năm tích lũy, sẽ một lần rơi xuống nghìn trượng, hoàn toàn đổ nát. Hắn nhìn xung quanh một vòng. Hiện tại trước mắt còn ba người chưa có so tài. Bạch Siêu, Đỗ Lỗi và Chu Hồng. Bạch Siêu am hiểu quyền pháp, chuyên môn khắc chế Lưu Dương kinh mạch tay phải có vấn đề. Đỗ Lỗi thối công tốt, tốc độ cực nhanh, lại thêm hắn truyền thụ một bộ thân pháp rất lợi hại, sử dụng đi đối phó với Vương Dĩnh trên đùi có chỗ thiếu hụt, hẳn không có vấn đề lớn. Về phần Chu Hồng, lại đối chiến với Triệu Nhã. Liên tục hai trận thất bại, trận kế tiếp phải giành được thắng lợi, bằng không phía sau sẽ càng tệ hơn, sẽ càng mất mặt hơn đỗ lỗi người tới đi suy nghĩ hết lần này đến lần khác hắn quyết định để cho đỗ lỗi qua căn cứ vào điều tra tính cách vương dĩnh tương đối mềm yếu chỉ cần vừa bắt đầu đỗ lỗi lại tấn công nhanh tất nhiên khiến cho nàng sinh lòng khiếp sợ lại nói chân của nàng không tốt cho dù đỗ lỗi không thắng được dựa vào thân pháp cũng có thể an toàn thoát thân không đến mức giống như hai trận trước trực tiếp bại trận đỗ lỗi gật đầu đi lên đài so đấu Vương Dĩnh. Nhìn thấy được đối phương phái người ra, Trương Huyền cũng khoát tay áo. Vương Dĩnh đáp một tiếng, khuôn mặt đỏ ửng đi lên phía trước. Tại vị trí người chủ trì. Lục Lão Sư không hổ danh là Lục Lão Sư, liên tục thất bại hai trận, đã nhìn ra được chỗ sơ hở của Trương Huyền. chương 290, dùng sức lớn 2. Lông mày trầm bích như nhân lại, đầy lo lắng. Sơ hở, sơ hở gì? Hàn Quỳnh đầy nghi ngờ. Vương Dĩnh này là nữ nhi duy nhất của Vương Hoàng tộc trưởng một trong bốn gia tộc lớn, tính cách mềm yếu, tính tình đơn thuần, rất dễ dàng tin tưởng người khác. Trong năm học sinh của Trương Huyền Lão Sư, nàng là một người dễ dàng bị công phá nhất. Trầm Bích như nói, thực sự như vậy, thật sự Trương Huyền kẽ hở. Hàn Quỳnh gật đầu, người tu luyện nghịch thiên mà đi, tính cách quá yếu, cùng người chiến đấu là tương đối thua thiệt. Không chỉ như vậy, Vương Dĩnh này lúc nhỏ từng bị thương, trên đùi mang thương tật bình thường bước đi không có vấn đề gì nhưng chiến đấu một trận sẽ xuất hiện chỗ thiếu hụt chuyện này vương hoàng tộc trưởng từng mời các danh y khắp vương thành ngay cả nguyên ngữ đại sư cũng từng đích thân đi trị liệu qua cuối cùng bó tay không làm gì được vẫn nộ trở về trầm bích như biết rất tỉ mỉ về chuyện của vương dĩnh chuyện nói cách khác chân của vương dĩnh này không có cách nào chiến đấu a à, hàn quỳnh Sửng sốt hiển nhiên nàng không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Về phần Đỗ Lỗi này, hắn đã từng bái vào môn hạ của Trần Hồng. Trần Hồng lão sư, Trần Hồng lão sư trong học viện Am Hiểu dạy thân pháp sao? Ừ, chính là hắn. Đỗ Lỗi là một trong tất cả học sinh có thân pháp hay nhất, tốc độ cực nhanh. Sử dụng người như thế đi đối phó với Vương dính có thương tích ở chân, không phải sơ hở là cái gì. Trầm Bích như nói đến đây lắc đầu. Xem ra cuộc tỉ thí này vương dĩnh nhất định phải thua mong mong chỉ giáo nhiều hơn trên đài sắc mặt vương dĩnh ửng đỏ ôm quyền nhìn đỗ lỗi trước mắt chỉ giáo thì không dám nhận muốn động thủ liền bắt đầu đi biết mình gánh vác trọng trách phải giành thắng lợi đỗ lỗi nhướng mày bàn chân đạp một cái ép sát mặt đất lại vọt tới tốc độ bay nhanh giống như mũi tên rời cung thật nhanh hắn thật sự là võ giả tam trọng sao cho dù là cường giả tứ trọng bì cốt cảnh, cũng không có tốc độ nhanh như vậy. Chiêu này gọi là huyễn ảnh cửu cung bộ, là tuyệt kỹ thành danh của lục lão sư. Không nghĩ tới lục lão sư thật sự hào phóng, chiêu này cũng truyền thụ. Huyễn ảnh cửu cung bộ, bí tịch thân pháp cao nhất của Hồng Thiên học viện sao? Cho dù trong thiên huyền vương quốc cũng phải tính là tuyệt kỹ. Không sai, ta nằm mơ cũng mong có được chiêu này, nếu như ta có thể học được thì tốt biết bao vương dĩnh này sợ rằng phải rơi vào khổ chiến trong các học viên không ít người nhận ra chiêu số của đỗ lỗi khiếp sợ không thôi huyễn ảnh cửu cung bộ là tuyệt chiêu cực kỳ lợi hại trong bộ pháp lục lão sư từng dựa vào bộ thân pháp này chiến thắng qua không ít cường giả ai cũng không nghĩ tới hắn lại truyền cho đỗ lỗi tuy rằng hắn chỉ học được một phần đơn giản nhất nhưng cường giả cùng cấp bậc cũng không có thể chống lại cuốn gì chân vương dĩnh này vốn có chỗ thiếu hụt tu vi lại chỉ có đan điền cảnh. Khác với sự chấn động kinh ngạc của mọi người, nhìn thấy được đỗ lỗi nhanh chóng tấn công tới, Vương Dĩnh Ngọc cắn răng một cái, thân thể mềm mại chuyển một cái, lại tránh khỏi. Hắc hắc, có thể tránh được một chiêu, xem nàng có thể tránh thoát được mấy chiêu. Thấy nàng có thể tránh thoát được công kích nhanh chóng của mình, đỗ lỗi hiển nhiên cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ có điều, hắn cũng không quá để ý, lạnh lùng cười chân khí trong cơ thể hắn điên cuồng phun ra, tốc độ toàn thân càng lúc càng nhanh. trên đài giường như xuất hiện huyễn ảnh, huyễn ảnh cửu cung bộ khi nhanh nhất có thể xuất hiện chín ảo ảnh, khiến người ta khó phân biệt thật hay giả, không có cách nào tránh né, khó lòng phòng bị. tuy rằng đỗ lối còn cách chín ảo ảnh rất xa, toàn lực vận chuyển, bóng người lại hư ảo, khiến người ta có phần không phân biệt rõ được. quá mạnh mẽ, tốc độ nhanh như vậy, mọi người nhìn không thấy, đánh như thế nào? khóe miệng tất cả học viên đều co giật, tự đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, tất cả đều không nhịn được lắc đầu. Dựa vào thực lực của bọn họ, nhìn còn không nhìn thấy được, đánh như thế nào. Đỗ lỗi thắng chắc, vương siêu lại nở nụ cười. Liên tục hai lần bị mất mặt, khiến cho hắn cũng có chút bóng ma trong lòng. Chỉ có điều nhìn thấy được đỗ lỗi không bị người lừa dối giống như khổng kiệt, vừa bắt đầu lại động thủ, cũng không có không đáng tin cậy như mặc hiểu, lúc này hắn mới yên lòng đường đường là cường giả chân khí cảnh ra tay toàn lực đối phó với một tiểu cô nương đan điền cảnh trên đùi có vấn đề như vậy còn không thắng được thật sự lại mất mặt đúng vậy tốc độ nhanh như vậy cho dù là ta ép cảnh giới xuống thấp cùng đối chiến cũng rất khó phá giải huống gì là tiểu nha đầu này hồng hạo trưởng lão vuốt dâu đột nhiên mỉm cười ngươi xem vương dĩnh kia muốn động thủ vương siêu nhìn sang quả nhiên thấy vương dĩnh giơ chân phải lên trên mặt do so dự hình như không biết nên công kích thế nào ha ha đối phó với loại thân pháp nhanh chóng như vậy đáng lẽ phải lấy chiêu số từ tay dù sao tay càng linh hoạt hơn chân chân rõ ràng có thương tích còn muốn sử dụng chân thực sự là ngốc có thể đá chúng mới là lạ lạnh lùng cười vương siêu đang muốn tiếp tục chế giễu chỉ thấy như tử quay trước mắt hư ảo bóng người đạp tới ầm um, nụ cười diếu cợt còn chưa có hoàn toàn nở ra Vương Siêu Liền thấy bóng người hư ảo trước mắt đột nhiên ngừng lại. Sắc mặt Đỗ Lỗi nhất thời đỏ lên, bay ngược hơn 10 thước, nặng nề ngã trên mặt đất, mở miệng phun ra từng ngụm máu tươi. Đỗ Lỗi này, thật ngại quá, ta đã cố gắng khống chế lực, vẫn là dùng lực quá lớn. Vương Dĩnh luống cuống tay chân, vẻ mặt áy náy, xấu hổ sắp muốn khóc. Chương 291, không phân thắng bại một. Yên tĩnh. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người há to miệng mỗi một người đều trợn mắt há hốc ngồm. trầm bích như vừa nói xong vương dĩnh phải thua không thể nghi ngờ cũng giống bị người tát một cái trong mắt đen lấy sắp rơi trên mặt đất một cước lại đạp bay đỗ lỗi nàng làm sao biết được người nào là ảo ảnh người nào là người thật tốc độ của đỗ lỗi nhanh như vậy cho dù cao thủ cùng cấp bậc cũng không nhất định sẽ nhận ra được rõ ràng vương dĩnh này thì hay rồi tùy tiện một cước lại đá bay hắn giống như đá một bao tải rách không chỉ là phân biệt ra được ảo ảnh tốc độ một cước này của nàng còn nhanh hơn đỗ lỗi rất nhiều mới được bằng không ngay cả đuổi theo hắn cũng không đuổi kịp làm thế nào đánh cho hắn bị thương được sắc mặt hàn quỳnh nghiêm trọng xem ra vết thương ở chân của vương dĩnh không chỉ đã trị tốt còn học tập thối công và thân pháp rất lợi hại đúng vậy trầm bích như cũng kịp phản ứng không chỉ đơn giản nhìn ra bóng dáng của đối phương nếu không có võ kỹ phối hợp làm sao có thể một cước lại đá bay hắn điều này vương siêu nắm lấy tóc vừa mắng xong đối phương là đồ ngu lại một cước đạp bay đỗ lỗi không cần đùa như vậy sẽ đùa chết người đấy hồng hạo trưởng lão ở một bên cũng giống bị tát vào mặt sắp muốn khóc ban đầu mình tới đây là muốn nhìn thấy trương huyền bị mất mặt thân bại danh liệt sau đó chơi đùa một chút khiến cho danh tiếng xấu của hắn càng lúc càng vang dội nhưng ngược lại lục tầm bị đánh bại khụ khụ khụ. Ở một phía khác của đài so đấu, lục tầm bị sặc nước bọt, thiếu chút nữa một đầu ngã quỷ. Không hạo trưởng lão khóc, hắn khóc còn lớn hơn. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Đây chính là huyễn ảnh cửu cung bộ, đỗ lỗi vận chuyển không có chút sai lầm nào. Tuy rằng còn kém hắn một đoạn, nhưng chân khí cảnh phát huy đến trình độ loại này đã tính thiên phú tuyệt hảo. Bộ pháp lợi hại như vậy, bị một cước đạp bay. Mấu chốt nhất chính là, trên đài, lúc này vành mắt tiểu cô nương cũng đỏ ửng, còn xin lỗi, nói nàng ra chân nặng. Nặng em gái nàng ấy. Chẳng lẽ vừa rồi nàng do dự, lại không phải là không biết hạ thủ như thế nào, mà là ra tay thế nào mới không nặng sao? Không nặng cũng một cước đạp người ta bay hơn 10 thước. Một khi nặng, chẳng phải sẽ lập tức đạp chết sao? Mỗi một người tới xem cuộc chiến giống như phát điên rồi. Trên đài, đỗ lối cuối cùng dẫy dụa bò dậy được. Nhìn về phía vẻ mặt áy náy của thiếu nữ trước mắt, hắn càng không nhịn được, lại phun ra một búng máu. Ngươi không sao chứ, ta thật sự có phải là cố ý, ta mới học võ kỹ, không khống chế được lực lượng, dùng sức hơi lớn. Vành mắt phương dĩnh ửng đỏ, lớn em gái nàng ấy. Xít gào một tiếng, đỗ lỗi ngoan độc đánh tới. Hắn thật sự nổi giận. Một cước đạp bay ta thì thôi, nàng còn nói áy náy cái gì. Cảm thấy ta không bằng nàng, cố ý tới sỉ nhục ta sao? Còn một mực nhấn mạnh dùng sức lớn, có phải cảm thấy ta quá yếu, không chịu nổi nàng dùng toàn lực hay không? A, à, không nghĩ tới mình thành khẩn nói lời xin lỗi, đối phương ngược lại giống như nổi giận xông lại, Vương Dĩnh khiếp sợ đến mức sắc mặt nhất thời trắng bệch. Tuy rằng trên phương diện tu vi, nàng cao hơn đám người Trịnh Dương, Lưu Dương, nhưng hoàn toàn không có chút kinh nghiệm thực chiến nào, tính cách lại quá mức hiền lành. Nhìn thấy được đối phương nhào tới, Nàng khiếp sợ đến mức sắc mặt cũng trắng bệch. Dưới tình thế cấp bách, dưới chân chuyển động một cái. Vù, một bóng người lóe lên, đã đến cách đó mười mấy thước. Cái gì? Trong nháy mắt vọt qua khoảng cách mười mấy thước, đây là thân pháp gì? Quá nhanh đi, sao có thể như vậy được? Xung quanh đầu tiên im ắng một hồi, ngay sau đó có âm thanh giống như tiếng nổ mạnh vang lên tất cả mọi người cho rằng huyễn ảnh cửu cung bộ của đỗ lỗi vừa rồi được cho là võ kỹ thân pháp mạnh nhất. Dù nằm mơ cũng không nghĩ tới, phương dĩnh này càng thêm kinh khủng. Thậm chí còn chưa tới nửa lần hít thở, nàng lại vọt qua hơn 10 thước. Điều này đã không thể dùng thân pháp để hình dung, phải sử dụng quỷ mị. Đừng nói là đan điền cảnh, cho dù võ giả ích huyệt cảnh, khẳng định cũng không nhanh như vậy. Làm sao làm được? Audio điện tử võ tấn bền vương gia khẳng định không có loại thân pháp này nếu như có tất nhiên đã sớm nổi danh đúng vậy không có khả năng là của vương gia vậy học từ ai nhất định là trương lão sư vừa rồi thương pháp lợi hại của trịnh dương kia chẳng phải học từ trương lão sư sao thân pháp lợi hại như vậy lại dễ dàng truyền thụ ta muốn đổi lớp học quỳ gối làm môn hạ của trương lão sư này đâu chỉ có ngươi ta cũng muốn dưới đài ánh mắt tất cả mọi người cũng có phần nóng như lửa. Thương pháp không phải người nào cũng có thể tu luyện, còn chưa đủ khiến cho người ta động tâm. Nhưng thân pháp lại khác, đây chính là chỗ dựa lớn nhất lúc chiến đấu bảo toàn tính mạng, giành thắng lợi. Nếu như có thể học được, cho dù sau này gặp phải nguy hiểm, thủ đoạn bảo toàn tính mạng cũng sẽ tăng thêm không ít. Loại võ kỹ lợi hại này, ai không muốn học? Ta phải đánh bại nàng. Thấy vương dĩnh chớp mắt đã đi qua hơn 10 thước, đỗ lỗi cũng có chút choáng váng. Chỉ có điều, lúc này hắn đã bị phẫn nộ sông lên, đầu óc mê muội không để ý tới cái gì, lại vọt tới. a à, nhìn thấy được đối phương giống như hung thần ác sát, khóe miệng còn đầy máu tươi, vương dĩnh khiếp sợ đến mức lại kinh ngạc kêu lên, thân thể thoáng một cái, lại chạy ra ngoài. Một đuổi một trốn, tính cách của nàng quả thật quá yếu, xem ra sau này phải cố gắng rèn luyện một chút chương 292, không phân thắng bại hai. Trong mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Trương Huyền lắc đầu. Loại cục diện hiện tại này, đừng nói ba nam học sinh Trịnh Dương, Lưu Dương, Viên Đào, cho dù Triệu Nhã gặp phải, khẳng định một cước đạp bay đỗ lỗi. Đạp không chết, cũng sẽ khiến cho hắn không đứng lên được nữa. Nhưng Vương Dính lại bị đuổi tới chạy khắp đài so đấu. Tính cách nàng ngây ngô ôn nhu đáng yêu, lúc này mới đưa đến cục diện như vậy. Xem ra nàng thiếu không phải là võ kỹ và tu vi, mà là kinh nghiệm chiến đấu khi gặp kẻ địch. Thân pháp thiên đạo, cực kỳ tiêu hao thể lực, một hai lần còn có thể, nhiều nữa thì không được. Thân pháp thiên đạo, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt là có thể bay qua khoảng cách mười mấy thước, thoạt nhìn rất lợi hại, nhưng cũng có chỗ thiếu hụt. Đó chính là tiêu hao thể lực thật sự quá lớn. Vương Dĩnh chạy trốn như vậy một hai lần còn có thể. Chạy trốn thêm vài lần nhất định sẽ bị đối phương bắt lại. Quả nhiên, suy nghĩ này của hắn còn chưa có kết thúc, đã thấy trên đầu Vương Dĩnh đổ mồ hôi, mở miệng thở hổn hển, lại cũng chạy hết nổi. Lúc này, nàng cũng bị đối phương dồn đến bên cạnh đài so đấu. Ầm. Um, Đỗ Lỗi đi tới bên cạnh, kéo cánh tay nàng lại. Ta không thắng được cũng sẽ không để cho nàng thắng. Gào xong, hắn lại tung người nhảy về phía dưới đài. Ngươi không nghĩ tới tên này chơi xấu như vậy, muốn kéo nàng xuống đài so đấu. Dưới tình thế cấp bách, Phương Dĩnh cũng không để ý được quá nhiều, lại một cước đạp tới. Vù. Đỗ Lỗi lập tức giống như quả bóng cao su bị đá bay, trong nháy mắt bay ra ngoài, ở trên không trung liên tục lộn nhào vài lần, rơi xuống cách đó hơn 30 thước. Bịch bịch. Chỉ có điều, đá đối phương xong, nàng cũng tiêu hao hết khí lực, trực tiếp từ đài so đấu ngã xuống, rơi trên mặt đất hai người đều rơi xuống đài so đấu, hơn nữa đều gần như đồng thời rơi xuống đất. Chỉ có một kết quả, không phân thắng bại. Đỗ lỗi biết mình không thắng được Vương Dĩnh, cố ý làm ra trạng thái hung ác, kéo nàng rơi xuống. Chỉ có điều, cuối cùng Vương Dĩnh dưới tình thế cấp bách phản kích cũng rất lợi hại. Thoáng cái bay qua hơn 30 thước, cho dù không chết, cũng gần như phải nằm trên giường hai tháng. Người này, người này chơi xấu, vô sỉ. Rõ ràng không phải là đối thủ, còn kéo người xuống đài so đấu. Bị đá bay cũng đáng đời. Sao có thể không biết xấu hổ như vậy, quả thực còn không biết xấu hổ hơn viên đào. Dưới đài ồ lên một hồi. Mọi người cũng đã nhìn ra, đỗ lỗi này chơi xấu. So tài thì so tài, rất rõ ràng thân pháp, cước pháp của hắn đều không bằng đối phương, khi dễ đối phương là thiếu nữ, dựa vào khí lực kéo người xuống, quả thực vô sỉ đến cực điểm. Về phần bị đá bay vậy cũng là đáng đời không có một người nào đồng tình nghe được tiếng mắng vẻ mặt viên đào đầy bất đắc dĩ tại sao ta nói cái gì cũng không nói nằm cũng bị thương ai không biết xấu hổ các ngươi mới không biết xấu hổ cả nhà các ngươi đều không biết xấu hổ đồng thời rơi xuống đất không phân thắng bại nghe được tranh cãi lão sư trọng tài có chút đau đầu chỉ có điều hắn vẫn gật đầu nói ra kết quả tuy rằng đỗ lối có nghi ngờ chơi xấu nhưng quả thật hai người đồng thời rất xuống chỉ có thể tính là đánh hòa lão sư nghe được kết quả này môi vương dĩnh mím lại đi tới trước mặt trương huyền vẻ mặt áy náy trương lão sư tín nhiệm nàng như thế không chỉ hỗ trợ chữa trị tốt chân còn truyền thụ thối công thân pháp kết quả lại không đánh thắng điều này khiến cho nàng rất xấu hổ không có việc gì lần sau chú ý là được không cần để ở trong lòng Trương Huyền gật đầu. Là ta sơ sót, nàng kém không phải là tu vi, công pháp, mà là tâm tính. Đa tạ lão sư. Thấy hắn không trách tội, trái lại còn an ủi, vương dĩnh càng xấu hổ hơn. Chỉ có điều kết quả đã xuất hiện, lại không có cách nào thay đổi. Nàng không thể làm gì khác hơn là giàu dĩ không vui đi tới phía sau đoàn người. Nếu như đố lối thấy bộ dáng này của nàng, nhất định sẽ trực tiếp phát điên ta cũng bị nàng đạp cho nằm trên mặt đất không thể động đậy, nàng còn phiền muộn, nên buồn bực là ta có được hay không. Trương lão sư thắng liền hai trận, hòa một trận, đã đứng ở thế bất bại. Đúng vậy, cho dù hai trận sau Lục lão sư mặt đều thắng, cũng chỉ là không phân thắng bại. Lại xem tiếp sau so đấu thế nào, ta cảm thấy cơ hội chiến thắng của Lục lão sư đã không lớn nữa. Ta cũng cho là như vậy, ban đầu còn cho rằng Lục lão sư khẳng định nghiền ép không nghĩ tới, Trương lão sư nghiền ép lại, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tuy rằng cảm thấy cách làm của Đỗ Lối quá mức vô sỉ, nhưng rất nhanh mọi người đã tiếp nhận sự thật này. Quy tắc như vậy, cho dù thoạt nhìn không công bằng, cũng không có cách nào. Hai bên không phân thắng bại, vấn đề lại tới. Năm học sinh so tài, Trương lão sư đã hai thắng một hòa. Toàn bộ áp lực đè nặng trên người Lục lão sư, nếu như học sinh tiếp theo thua một lần nữa, Người cuối cùng cũng sẽ không cần so tài nữa. Mà nếu như tất cả giành thắng lợi, hai người so tài, chính là không phân thắng bại, hai bên cũng không tổn thương mặt mũi, được cho là kết cục tốt nhất. Nghĩ đến điểm này, tất cả mọi người tập trung ánh mắt đến trên người Lục Tầm, muốn xem thử lần này hắn sẽ phái ai ra, lại chiến đấu thế nào. Không thể thua nữa, ta đề nghị đánh giá sư giả, vốn định mở mày mở mặt. Thua nữa, lại trở thành không còn mặt mũi nào gặp người lục tầm cắn răng một cái người khác còn có thể nghĩ thông suốt hắn tất nhiên cũng hiểu rõ lúc này hắn không thể lại thua nữa một khi tiếp tục đừng nói lập uy sau này ở trong toàn bộ học viện hắn cũng đừng mong móc đầu lên được chu hồng đã từng thua triệu nhã hiện tại cho dù tu vi tiến bước trong lòng có khả năng còn có thể có bóng ma để cho hắn lên đài so đấu không thể bảo đảm trăm phần trăm giành thắng lợi bạch siêu lên đi hắn am hiểu quyền pháp đối phó với Lưu Dương, hẳn không có vấn đề lớn. Trong khoảng khắc, Lục Tầm đưa ra quyết định, ngoắc tay. Bạch siêu từ trong đám người đi ra, đi nhanh đi tới đài so đấu. Để ta, thấy hắn lên sân khấu, Lưu Dương khẽ cười. Hắn không đợi Trương Huyền phân phó, cũng đi vào. chương 293, đối quyền 1. Trên vị trí người chủ trì, Vương Siêu và Hồng Hạo trưởng lão mắt to nhìn mắt nhỏ. Bạch Siêu am hiểu quyền pháp, Lưu Dương. Chắc hẳn không phải là đối thủ." Vương Siêu có chút do dự nói ra, bản thân cũng không vững tin lắm. Mấy trận trước đó, hắn đều nói lời chắc chắn, cho rằng có thể thắng. Kết quả, đều thua rất thảm. Bạch Siêu này, dựa theo suy nghĩ lúc trước, chắc hẳn có thể dễ dàng giành thắng lợi như trở bàn tay. Nhưng, đám học sinh này của Trương Huyền, thật sự quỷ dị. Liên tục suy đoán sai lầm, khiến cho hắn cũng không có lòng tin nữa ta cũng cảm thấy chắc hẳn là có thể thắng. Vẻ mặt Hồng Hạo trưởng lão cũng đau thương. Hắn rất muốn danh dự của Trương lão sư này bị quét ra rác, bị hung hăng đánh vào mặt. Hiện tại xem ra, mặt đã đánh không được, điều phải làm nhất lúc này chính là đề phòng bị đánh thế nào. Bạch Siêu, đừng do dự nữa, vừa ra tay lại đánh ra quyền pháp mạnh nhất, đừng để cho đối phương có cơ hội lợi dụng. Cắn răng một cái, Vương Siêu hét lên với Bạch Siêu trên đài hiện tại đã không có đường lui, trận này thua nữa, một trận cuối cùng sẽ không cần so đấu. Vì vậy, chỉ có thể được ăn cả ngã về không, đập nồi dìm thuyền. Bạch siêu am hiểu quyền pháp, lúc này vừa ra tay, lại sử dụng ra công kích mạnh nhất, đánh bại đối phương. Nếu không, tràn ngập hy vọng đến, lại tổn thương lông tóc ra về. Vậy bằng hữu tốt của mình còn làm sao bái ba danh sư làm lão sư được? Làm thế nào có khả năng làm học đồ? Dạ, Bạch Siêu gật đầu đáp một tiếng, hít mắt lại. Ba trận so tài trước đó hắn đều nhìn thấy. Hắn đã biết mấy học sinh của trường lão sư, tuy rằng tu vi không cao, nhưng thực lực mỗi người không thấp. Không thể có chút dầu dĩ và do dự. Bằng không, nhất định sẽ dẫm vào vết xe đổ trước đó. Vương Hoàng Tộc trưởng, người cảm thấy Bạch Siêu có thể chiến thắng cô. Trên khán đài, Bạch Minh Tộc trưởng nhìn về phía Vương Hoàng cách đó không xa. Hai người đều là tộc trưởng của gia tộc lớn, bá chủ khống chế một phương, cũng đều là cường giả thông huyền cảnh, có quyền lên tiếng nhất. Ta cảm thấy không có. Trương lão sư hai thắng một hòa, thành lập uy thế. Lưu Dương chỉ cần không kém, rất khó lật bàn. Vương Hoàng lắc đầu. So tài cũng hơn phân nửa, học sinh của Lục lão sư vẫn bị đánh ép. Còn muốn giành thắng lợi, làm gì dễ dàng như vậy được. Lại nói, nữ nhi mình ở trong môn hạ của Trương lão sư, biết lý luận giảng dạy của trương huyền kinh người tới mức nào nếu không nữ nhi ngốc này cũng không đến mức một cước lại đá bay đỗ lỗi một võ giả tam trọng ra ngoài ngay cả nàng cũng lợi hại như vậy lưu dương khẳng định sẽ không kém quan điểm của ta lại không giống với ngươi hai mắt của bạch minh tộc trưởng sáng như điện sao vương hoàng nghi ngờ nhìn qua vị bạch siêu này là người của bạch gia ta chẳng qua là một chi mạch vô cùng xa xôi Trước đó ta cũng không biết, vừa rồi ta sai người đặc biệt điều tra, hắn tự nhiên tu luyện thiết giáp công. Trong giọng nói của bạch minh tộc trưởng hình như có chút không dám tin tưởng. Thiết giáp công, chẳng lẽ là... Vương hoàng tộc trưởng đầu tiên là sửng sốt, sau đó đồng tử lập tức co lại. Chẳng lẽ là công pháp thiết giáp lão nhân 70 năm trước tu luyện? Không phải đã sớm thất truyền sao? Thế nào tộc nhân này của ngươi lại biết được? Nói tới thiết giáp công, rất ít người biết tới. Nhưng nói tới Thiết Giáp lão nhân, cho dù thế hệ trẻ tuổi cũng có không ít người biết. Chỉ là một tên trộm kỳ lạ nổi danh 70 năm trước. Bắt người cướp của, không chuyện ác nào hắn không làm. Không ít người nghe nói tới liền biến sắc, đó là người có thứ hạng sát đầu trong lịch sử của Thiên Huyền Vương quốc. Bởi vì hắn quá mức kiêu ngạo, vương quốc và dân gian đều phái ra không ít cao thủ tiến hành đánh lén hắn. Đáng tiếc, những cường giả này đều tổn thương lông tóc ra về có thể nói đi bao nhiêu chết bấy nhiêu. Cuối cùng có một lần, hành tung của hắn bị lộ, bị hơn 10 người cao thủ bao vây chặt chẽ ở trong một sơn cốc. Mọi người biết thủ đoạn của hắn lợi hại, không có tới gần, dùng cường nỏ từ phía xa bắn tới. Kết quả có phát hiện kinh người, phía ngoài thân thể hắn xuất hiện một tầng giống như vảy của động vật, khiến cho mũi tên cũng đâm không thủng. Nói cách khác, cường nỏ cung tiến căn bản không tạo thành tổn thương đối với hắn. Không có cách nào, bọn họ không thể làm gì khác hơn là xông tới gần người chiến đấu. Lấp phải trên người của đối phương gần như là phòng ngự vô địch, đao kiếm đều không có cách nào đâm thùng. Trận chiến ấy, đánh tới máu chảy thành sông, mặt trời mặt trăng đều không thấy ánh sáng. Cuối cùng, tuy rằng bên phía chính nghĩa giành thắng lợi, lại tổn thất chí ít hơn 30 vị cường giả thông huyền cảnh, khiến cho thực lực chỉnh thể cả nước của thiên huyền vương quốc đều giảm xuống một mảng lớn, thiếu chút nữa không trở lại bình thường được. Theo lời đồn đại, tuyệt chiêu thân thể mọc đầy mảnh vải chính là thiếp giáp công. 70 năm trước, thiếp giáp lão nhân tử vong, không phải đã sớm thất truyền sao? Làm sao bạch siêu này lại biết? Thiếp giáp công là thất truyền, hắn tu luyện cũng không phải thiết giáp công chính tông. Sắc mặt bạch minh trầm tính. Vậy, vương hoàng tộc trưởng trước mắt. Tu luyện thiết giáp công chính tông, toàn thân đầy mảnh vải, phòng ngự vô địch. Hắn tu luyện đến trên nắm tay, nói cách khác, một khi vận công, nắm đấm sẽ trở nên đáng sợ giống như sắt thép thậm chí có thể sử dụng làm binh khí bạch minh tộc trưởng nói ra tất cả tin tức biết được cuối cùng cho ra nguyên nhân lời đã nói trước đó tay phải của bản thân lưu dương có thương tích nắm đấm của người này lại có phòng ngự vô địch lực lượng càng lớn kinh người người cảm thấy ai có thể thắng lợi điều này nếu quả thật là thiết giáp công sợ rằng thật sự rất khó chiến thắng sắc mặt vương hoàng tộc trưởng trầm xuống biết đoạn lịch sử kia, biết thiết giáp lão nhân cường đại, hắn cũng không thể không biết sự đáng sợ của thiết giáp công. Đây cũng không phải là phòng ngự và lực lượng của loài người, mà là giống như man thú. Loại công kích này, đừng nói Lưu Dương đã từng bị thương, cho dù không bị thương, lại làm sao có thể đánh bại được. Thật ra, chỉ cần Lưu Dương không ngốc đi đối quyền với hắn, áp dụng công kích du thân, có thể không đến mức thất bại thảm hại. Chương 294, đối quyền 2 trầm tư một lát vương hoàng tộc trưởng nói nắm đấm của đối phương rất lợi hại nhưng có khuyết điểm đó chính là phòng ngự công kích nơi khác đều tương đối thấp hơn đã như vậy chỉ cần không trực tiếp tiếp xúc với nó áp dụng công kích du thân chưa chắc sẽ thua chỉ hy vọng như thế chỉ có điều ta sợ lưu dương không biết sẽ trúng kế sách của hắn bạch minh tộc trưởng cười gượng tuy rằng bạch siêu này là tộc nhân của hắn lại không có tình cảm gì trên bản chất hắn vẫn hy vọng trương huyền đan sư có thể giành thắng lợi điều này đang muốn phản bác vương hoàng tộc trưởng liền nghe được tiếng hai người thiếu niên trên đài so đấu nói chuyện vang lên lanh lành lưu dương ta biết kinh mạch tay phải của ngươi trước đó bị hao tổn chỉ có điều chắc hẳn ngươi giống như vương dĩnh được trương lão sư chữa trị bạch siêu nhìn qua không sai trương lão sư nhìn ra vấn đề tự mình đi tới công hội luyện đan sư tìm tới ôn mạch đan lúc này cánh tay phải của ta dĩ nhiên đã hoàn hảo. Lưu Dương gật đầu, nói tới chuyện này, hắn tràn đầy sự tự hào và sùng bái. Chỉ có trương lão sư loại người đại công vô tư này mới có thể vì học sinh bỏ ra nhiều như vậy, không tính toán bất kỳ được mất nào. Nếu đã tốt, ta có một đề nghị, không biết người có hứng thú hay không. Đó chính là chúng ta cũng đừng so đấu không cần thiết nữa, trực tiếp đối quyền. Ai không chịu nổi, người đó lại thất bại. Bạch siêu lạnh lùng cười đừng nói với ta ngươi không dám trừ khi các ngươi trương lão sư căn bản không chỉ tốt cánh tay của ngươi lời mới rồi nói đều là khoác lác đối quyền thì đối quyền ai sợ ai nghe được đối phương nghi ngờ trương lão sư lưu dương nhất thời giận dữ vẫy bàn tay một cái tên ngốc này thấy lo lắng cái gì cái đó tới người này quả nhiên bị mắc lừa vương hoàng tộc trưởng biến sắc đối phương tu luyện lại là thiết giáp công đáp ứng cùng hắn đối quyền đây không phải là muốn chết sao? Đi nói cho Trương lão sư biết, Bạch Siêu tu luyện chính là Thiết Giáp Công, nắm đấm vô cùng cứng rắn. Ngàn vạn không thể để cho Lưu Dương đối quyền với hắn. Vội vàng hắn xoay người phân phó một tên hộ vệ phía sau. Hộ vệ gật đầu, nhanh chóng đi tới trước mặt Trương Huyền, nói lại lời hắn muốn nói. "Trương lão sư, ta có nghe nói qua về Thiết Giáp Công. Xem là bí quyết do Thiết Giáp lão nhân lúc đó lưu lại." Từ nhỏ đã ngâm hai tay trong máu của thiết giáp thú. Lâu ngày, bàn tay này sẽ trở nên cứng rắn giống như sắt thép. Chỉ có điều, cũng mất đi độ mềm mại của bàn tay bình thường. Thời điểm chạm đến đồ vật, rất khó phân biệt ra được. Triệu Nhã hình như biết rất nhiều về thiết giáp công này, mở miệng nói. Cứng rắn giống như sắt thép, vậy cùng với mang theo một thiết thủ bộ có gì khác nhau? Trương Huyền không còn lời nào để nói tu luyện là khiến cho trình độ tính mạng con người tiến hóa. Càng là cao thủ, yêu cầu đối thủ càng cao, cũng lại càng nhạy bén. Người này thì hay rồi, nắm tay luyện thành sắt thép, thậm chí ngay cả xúc giác, cảm giác cơ bản cũng biến mất. Cho dù công pháp có rất lợi hại, cũng không có tác dụng gì. Thật không biết dạng biến thái thế nào lại nghĩ ra loại công pháp biến thái này. Trương Lão Sư, Tộc trưởng bảo ta nói cho người biết, nhất định phải khuyên can Lưu Dương, không nên cùng hắn đối quyền thấy hai người còn có tâm tình ở chỗ này thảo luận thiết giáp công, hộ vệ vội vàng nói chen vào. Không nên đối quyền, vì sao? Trương Huyền kỳ quái nhìn qua. Ta cảm thấy Lưu Dương đáp ứng rất tốt, Bạch Siêu là võ giả tam trọng, nắm giữ chân khí gia tăng. Bất kể tốc độ hay năng lực phản ứng, đều mạnh hơn Lưu Dương không ít. Đánh không lại bỏ chạy, một ngày cũng không phân ra được thắng bại. Đứng tại chỗ đối quyền, vừa vặn có thể che giấu đi rất nhiều tình bế bất lợi cho Lưu Dương, vì sao phải khuyên can? Cái này cũng giống như cuộc chiến đấu giữa Viên Đào cùng Khổng Kiệt trong trận đầu. Tu vi của đám người Lưu Dương thấp hơn đối phương là sự thực không thể thay đổi. Đối phương thật sự muốn thi triển chiêu số không thực tế, thật đúng là không có cách nào. Nếu bọn họ lựa chọn đứng bất động đối chiến, chẳng phải là hợp ý ta sao? Điều này, hộ vệ phát điên, căn bản không phải là chuyện này có được hay không. Ta vừa rồi không phải đã nói sao? đối phương tu luyện chính là thiết giáp công chính là nắm đấm có thể tương đương với sắt thép đối quyền là không có khả năng giành thắng lợi hắn đang muốn giải thích vài câu đã thấy trên đài so đấu bóng người lắc lư hai người dĩ nhiên bắt đầu chiến đấu lúc này cho dù hắn muốn khuyên can cũng đã muộn nếu đáp ứng vậy liền bắt đầu đi thấy lưu dương trúng kế bạch siêu hưng phấn điên cuồng hét lên một tiếng đi hai bước về phía trước một quyền đánh ra ngoài ầm ầm nắm đấm đè ép không khí phát ra tiếng nổ quả nhiên giống như đã nói mặt ngoài nắm đấm đầy vảy nhỏ giống như biến thành móng vuốt của man thú cho người ta một loại cảm giác đè ép khác thường tới rất hay lưu dương nhướng mày nắm đấm cũng giơ lên nghênh đón kết thúc không nghĩ tới mình vội vàng phái ra hộ vệ lại không hề ngăn cản được hai người đối quyền sắc mặt vương hoàng tộc trưởng trắng bệch thân thể không nhịn được lắc lưa vài cái nắm đấm của nhân loại, làm sao có thể chống đỡ được nắm đấm man thú của đối phương. Hơn nữa còn là dưới tình huống thực lực còn xa mới bằng được. Hắn nhắm mắt lại thở dài, đang muốn cảm thán xương tay Lưu Dương sẽ lập tức bị gãy, thất bại thảm hại trên đài so đấu. Chợt hắn liền nghe được bạch minh tộc trưởng bên cạnh hít thở gấp gáp, kinh ngạc kêu lên thành tiếng. a à, điều này, điều này. Trường 295, người dám nhận không? Một, sao, Nghe được âm thanh không thích hợp, hắn vội vàng trợn mắt nhìn lại. Vừa nhìn tới, thân thể vương hoàng tộc trưởng cũng thoáng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngất đi. Cái này cũng quá khoa trương đi. Chỉ thấy trên đài so đấu, Lưu Dương giơ nắm đấm, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Còn phía đối diện, Bạch Siêu nắm giữ nắm đấm sắt thép, trên đầu đầy mồ hôi lạnh, quỳ dạp ở dưới đất. Lúc này nắm đấm của hắn bị cứng rắn đánh gãy xương, vặn vẹo giống như bánh quai treo, dường như bị lực lượng công kích nặng nề khó có thể chống đỡ. người không phải biết thiết giáp công sao? thế nào kém như vậy? thu hồi nắm đấm, lưu dương nhìn về phía bạch siêu trước mắt. triệu nhã sắp so tài, siêu hàn đã sớm tìm hiểu tình huống của đối thủ tới cùng. tình hình người này biết thiết giáp công, nắm đấm có thể biến thành móng vuốt của man thú, nàng cũng đã sớm nói cho hắn biết. người biết biểu tình của bạch siêu giống như gặp quỷ vốn tưởng rằng mình cố ý sử dụng phép khích tướng đối phương đã trung kế kết quả mới phát hiện người ta đã sớm biết là hắn ngốc tới mức sông tới gần đương nhiên biết lưu dương gật đầu ngay sau đó hắn lộ ra vẻ mặt kỳ quái không phải nói thiết giáp công này của ngươi rất lợi hại ngay cả sắt thép cũng có thể một quyền đánh thủng sao thế nào lại yếu như vậy yếu bạch siêu muốn khóc không phải ta yếu là ngươi quá mạnh mẽ có được hay không Ta thực sự từng đánh xuyên qua sắt thép, chỉ có điều cũng chỉ dày nửa tấc. Nhưng nắm đấm này của ngươi, sắt thép 2, 3 tấc cũng có thể đánh xuyên qua đi. Ta biết, là ngươi không dùng toàn lực, tới đi, chúng ta lại đối một quyền. Suy tư một lát, hai mắt Lưu Dương tỏa sáng. Sau khi hắn luyện thành Thiên Đạo thần quyền, chỉ một mình tu luyện, căn bản không biết chiêu này đáng sợ thế nào. Cùng đám người Trịnh Dương đối chiến, hắn cũng không dám thi triển ra toàn lực, rất sợ bạn học bị thương thật vất vả mới gặp phải một người có lực quyền cường đại, hắn làm sao có thể buông tha. Lại nói, người này cũng có chút cố ý, muốn lặng lẽ lừa ta. Vậy ta lại đánh cho ngươi không còn dám xuất hiện ý nghĩ này nữa. Không, Bạch Siêu còn chưa kịp nói, đã thấy thiếu niên ở trước mắt cầm lấy tay trái của hắn nắm lại thành nắm đấm, thoáng cái đập tới. Giang giác, tay trái đã biến thành gãy xương. Ô ô, Bạch Siêu ngay cả tâm tư muốn chết cũng có tay phải hắn luyện qua thiết giáp công, tay trái không luyện qua có được hay không? lại nói, ta cũng nói không thể so tài nữa, người cầm lấy nắm đấm của ta trực tiếp đập nát. cái quỷ gì vậy? đau đớn và phẫn nộ mãnh liệt, hắn dự định mắng đối phương một trận, nhưng còn chưa kịp mở miệng, hắn liền nghe được giọng nói của người thiếu niên đối diện vang lên lần nữa. a, à, thiết giáp công của ngươi có phải cũng luyện đến trên đầu hay không? để cho ta thử một chút. Phụt. Nghe người này nói như thế, hắn thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Nắm đấm bị người đập gãy xương, còn có thể chữa được, đầu cũng bị vỡ ra, lại chết thật sự. Ta chưa luyện qua, lão sư trọng tài, ta chịu thua, ta chịu thua. Rất sợ người này thật sự nắm lấy đầu hắn làm thí nghiệm, bạch siêu khiếp sợ đến mức liên tiếp lui về phía sau, điên cuồng gào thét, chỉ hận cha mẹ không sinh ra cho hắn thêm cái miệng, nếu không, khẳng định âm thanh kêu lên cũng sẽ lớn hơn một chút chịu thua. Lão sư trọng tài đi lên phía trước. Đúng, đúng. Bạch siêu liên tục gật đầu. Các ngươi đã thua hai trận, hòa một trận. Nếu như thua nữa, chẳng khác nào đánh giá sư giả thất bại. Lão sư trọng tài nói. Ta biết, ta chịu thua. Bạch siêu vội vàng kêu lên. Thất bại thì thất bại, trung quy vẫn tốt hơn hắn đã chết. Được rồi. Nghe hắn nói như vậy, lão sư trọng tài biết lần đánh giá sư giả này đã có kết quả, không nhịn được lắc đầu, giọng nói vang lên. Bạch siêu chịu thua, đánh giá sư giả kết thúc, trương huyền lão sư giành thắng lợi. Trương lão sư thắng, thật lợi hại, mấy học sinh của hắn thật sự đều rất lợi hại. Đúng vậy, ngoại trừ viên đào ra, mấy người khác đều quá mạnh mẽ. Thương pháp của Trịnh Dương, thân pháp, cước pháp của Vương Dĩnh, nắm đấm của Trịnh Dương đều thật đáng sợ. Bọn họ giống như chúng ta, đều là học viên mới vừa vào học. Có thể lợi hại như vậy, nhất định là nhờ Trương lão sư dạy tốt. Ừ, chờ thi đấu kết thúc, ta nhất định phải bái hắn làm sư. Chờ ta, ta cũng đi cùng. Nghe được lão sư trọng tài tuyên bố ra kết quả đánh giá sư giả, tất cả mọi người ồ lên. Trước đó, ở dưới sự cố gắng của Diêu Hàn, đã có không ít người có suy nghĩ khác với danh tiếng của Trương lão sư này. Lại nhìn thấy được cảnh tượng trước mắt, tất cả đều kích động, sắc mặt đỏ ửng bọn họ tới học viện mục đích là gì không phải là tìm một lão sư tốt sao hiện tại trường lão sư này đối mặt với lục tầm lão sư cũng trực tiếp nghiền ép vậy năng lực dạy học phải lợi hại tới mức nào không ít học sinh đã quyết định sau khi cuộc thi đấu của học viên mới kết thúc sẽ tới học tập vị trương lão sư này vậy lại thắng sao học sinh hưng phấn trầm bích như ngồi trên vị trí chủ trì lại chớp mắt có chút không dám tin tưởng từ khi nàng tiến vào học viện vẫn lấy lục tầm làm mục tiêu, nghĩ làm sao vượt qua. Kết quả, nàng còn chưa có làm được, đã bị một người danh tiếng luôn không tốt ngược cho hoa rơi nước chảy. Đây chính là lục tầm, hơn nữa tất cả học sinh đều đạt tới chân khí cảnh. Bích như, ánh mắt của nàng thật tốt, ta hiện tại cũng cảm thấy hứng thú đối với trương lão sư này. chương 296, người dám nhận không? 2. Hàn Quỳnh ở bên cạnh, đôi mắt đẹp lóe lên chú ý thân phận một chút cái gì là cảm thấy hứng thú nghe được khuê mật nói vậy đôi mi thanh tú của trầm bích như thoáng nhíu lại đúng đúng là có hứng thú nàng nói xem tối nay ta đi tìm vị trương lão sư này thỉnh giáo vấn đề hắn có thể mở rộng cửa cho ta tiến vào trong hay không hàn quỳnh cười hắc hắc quyến rũ nói không nên lời ta cảm thấy hắn sẽ đánh chết nàng trong lòng thầm mắng một câu không biết xấu hổ trầm bích như bực bội nói Nói thật, nàng đối với khuê mật này của mình cũng hết chỗ nói rồi. Làm lão sư, không ngờ lời như vậy cũng nói ra được. Còn thỉnh giáo vấn đề, có vấn đề gì không thể thỉnh giáo vào ban ngày, lại phải chờ tới buổi tối. Ha ha, ta cảm thấy là nàng đánh chết ta đi. Hàn Quỳnh nở nụ cười. Hai nàng đấu võ mồm ở chỗ chính giữa vị trí chủ trì. Nhìn thấy không? Lưu Lăng nhìn về phía hai người còn lại. Ừ, mấy học sinh của lục tầm tham gia thi đấu đều giống như là hoàn thành nhiệm vụ thắng thua đều không có vấn đề gì chỉ cần không bị thương là tốt rồi a à, ánh mắt trang hiền lóe lên mang theo vẻ nhìn xa trông rộng và phán đoán từ điểm đó đó có thể thấy được quan hệ giữa hắn và học sinh chỉ dừng lại ở tầng giao dịch này cho dù hắn giúp đỡ đối phương nâng cao thực lực ở những trong lòng những người này cũng chỉ là trao đổi đồng giá không phải ân tình đúng vậy hắn giúp học sinh nâng cao thực lực mục đích không thuần khiết, tất nhiên cũng không được học sinh ủng hộ. Trịnh Phi lắc đầu. Danh sư thu đồ đệ, không chỉ nhìn thiên phú, trình độ dạy học, còn phải xem trình độ học sinh bảo vệ lão sư. Năm học sinh của lục tầm, Chu Hồng còn chưa thấy được biểu hiện, nhưng từ thái độ của bốn người khổng kiệt, mặc hiểu, đỗ lỗi, bạch siêu là có thể nhìn ra một ít manh mối. Thời gian dạy học, quá mức chú trọng hiệu quả và lợi ích. Chỉ là vì giành được đánh giá sư giả, không phải là vì sự phát triển của bọn họ. Như vậy là hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn nâng cao thực lực, khiến cho bọn họ nắm giữ lực lượng chân khí cảnh, nhưng không có nhận được sự tôn kính thật sự của bọn họ. Thử hỏi một chút, ai sẽ tôn kính người coi bọn họ thành công cụ? Mấy học sinh của Trương Huyền không giống vậy, là thật lòng kính yêu hắn, nguyện ý bỏ ra tất cả vì hắn. Thấy hai vị bằng hữu lâu năm nhìn ra được, Lưu Lăng gật đầu nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần cuộc tranh tài này, không có khả năng nhìn ra những điều này. Nhưng kết hợp mấy ngày qua bọn họ, nhìn trộm là có thể nhìn ra rất nhiều điều. Đám người triệu nhã, vương dính, không phải là tu luyện vì tu luyện, cũng không phải vì mình có thể nâng cao bao nhiêu tu luyện, mà là trong lòng có cùng chung một mục tiêu. Đó chính là dành vẻ vang cho trương lão sư, giành được vinh dự cho trương lão sư. Trong lòng bọn họ muốn chính là lão sư, mà không phải mình đồng thời là tu luyện dạy học một người nghĩ là nhiệm vụ một người nghĩ là làm vẻ vang cho lão sư không khiến cho hắn thất vọng và thương tâm dĩ nhiên có sự khác biệt một trời một vực thảo nào dương sư nhìn chúng vị trương lão sư này thực sự một tài nguyên danh sư sợ rằng không bao lâu hắn lại thật sự ngồi ngang hàng với cùng chúng ta lưu lăng xúc động đúng vậy hai bằng hữu lâu năm đồng thời gật đầu ầm uhm. Ba người đang muốn tiếp tục cảm thán, lại thấy ở một góc đài so tài khác, lục tầm đứng lên. Đánh giá sư giả thua, có hai con đường có thể đi. Đầu tiên, ở trước mặt mọi người xin lỗi, dựa theo đánh cược trước đó, tiến hành bồi thường. Thứ hai, rời đi học viện, không trở lại nữa. Người nói lục lão sư sẽ lựa chọn như thế nào? Không biết, ta cảm thấy hẳn sẽ phải nói lời xin lỗi đi. Thắng bại là chuyện bình thường của nhà binh bất kỳ ai cũng không thể bảo đảm nhất định sẽ thắng. Đúng vậy, thua thì thua, không có gì. Thật sự muốn rời khỏi học viện, lão sư sao kim lợi hại hơn nữa, cũng chẳng khác nào cá mất đi nguồn nước, cỏ dại không có dễ, sớm hay muộn sẽ gặp xui xẻo. Tất cả mọi người xung quanh nhỏ giọng nói. Đánh giá sư giả, rất nhiều năm chưa từng xuất hiện qua. Lục lão sư là người đưa ra, lại gặp phải thất bại thảm hại, trong lòng khẳng định vô cùng khó chịu tất cả mọi người muốn xem thử, hắn rốt cuộc sẽ lựa chọn thế nào. Nếu như chỉ là chịu thua xin lỗi, ngược lại cũng không có gì. Thật sự muốn rời khỏi học viện, vậy thật đáng tiếc. Có, sinh, mới có thể xưng là, sư, rời đi học viện, không có học sinh, vẫn, sư giả cái gì. Hơn nữa, trải qua chuyện rời khỏi học viện và đánh giá sư giả thất bại, đi tới học viện khác cũng sẽ không được thu nhận. Trương huyền lão sư đi vài bước đến giữa đài so đấu, lục tầm vung ống tay áo, dáng người thẳng tắc. Trương Huyền nhìn sang, đánh giá sư giả ta thua, người dạy học sinh quả thật có thủ đoạn, chỉ có điều, thế giới này cuối cùng vẫn phải xem thực lực bản thân. Cho dù người dạy tốt, bản thân không có thực lực, cũng vô dụng. Ta muốn khiêu chiến với ngươi. Lục tầm siết chặt nắm đấm, mang theo quyết tâm không cho phản bác. Tất nhiều huyệt đạo trên người hắn không ngừng chấp hiện, cho thấy tu vi ích huyệt cảnh cường đại, đồng thời giọng nói hùng hồn sông thẳng lên trời. Ngươi, dám nhận hay không dám nhận? Tốn nhiều tâm huyết như vậy, chuẩn bị đầy đủ như thế, tự nhiên bị đánh bại triệt để như vậy, hắn biết mình đã không còn mặt mũi nào ở lại Hồng Thiên học viện. Trước khi đi, cho Trương Huyền này một bài học, cho hắn biết, những cái khác đều là giả, thực lực chân chính mới là vương đạo. Khiêu chiến ta, không nghĩ tới đối phương sẽ làm ra loại quyết định này, Trương Huyền đang muốn nói chuyện, đã thấy triệu nhã bước lên trước, ngăn cản trước mặt hắn, toàn thân đứng ngạo nghễ tại chỗ, giống như tiên nữ hạ phàm. Sỉ nhục lão sư ta, ta liền đánh với hắn một trận. Ai muốn lên cùng ta? ta? Ta, 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 liên tiếp bốn tiếng vang lên, vương dính, trịnh dương, lưu dương, viên đào đều đi ra. Mỗi một người lộ ra sự kiên định không cho phép người khác được nghi ngờ. Người sỉ nhục lão sư ta, năm người chúng ta đồng ý đánh với người một trận, tranh vinh dự cho lão sư. Lục tầm, người dám nhận không? Giọng nói của năm người giống như sấm rền, gió lốc cuộn lên, vang vọng toàn bộ học viện. Lấy lại danh dự cho lão sư, lão sư bị sỉ nhục học sinh chết, đây là cảnh giới giảng bài cấp bậc cao nhất, lấy lại danh dự. Thân thể lưu lăng run rẩy, đột nhiên đứng phát dậy. chương 297, sách màu vàng lại hiện ra một. Minh tâm chính khí, đức hạnh giống như một. Làm lão sư đầu tiên phải làm được 8 chữ này, mới có thể làm cho học sinh thật sự kính phục, hoàn toàn bái phục, thậm chí cam tâm tình nguyện bất chấp gian nguy, tranh vinh dự cho lão sư, lấy lại danh dự cho lão sư, bất kể chính mình phải chết. Trang Hiền cũng môi run, vẻ mặt không thể tin được. Theo lời đồn đại, danh sư ngoài tứ tinh mới có khả năng trong lúc ở giảng bài làm đến điểm ấy. Hắn, hắn, liên tục hai lần, hắn, hắn lại phát hiện một câu nói cũng nói không nên lời. Chuyện trước mắt quá chấn động, khiến cho tất cả lời lẽ có thể trao chuốt, đều mất đi ánh sáng. Những học sinh này mới dậy nửa tháng, hơn nữa, chúng ta còn đặc biệt quan sát qua, trong khoảng thời gian này, hắn chỉ ít đã hơn 10 ngày không ở đây. Nói cách khác, thời gian hắn ở cùng học sinh, tổng cộng lại chỉ có khoảng 4-5 ngày. Khiến học sinh cam tâm lấy lại danh dự cho mình, điều này, làm sao làm được. Trịnh Phi cũng nuốt nước miếng, khiến cho học sinh cam tâm tình nguyện lấy lại danh dự cho mình. Điều này cần độ tín nhiệm của học sinh đối với hắn lớn tới mức nào mới có thể làm được. Xem ra, chúng ta thật đúng là đã coi thường vị Trương Huyền lão sư này. Lưu Lăng xúc động, đúng vậy, trước đó nghe Dương Sư nói đã thu hắn làm đồ đệ, ta vẫn cảm thấy có chút thất vọng. Hiện tại xem ra, cho dù hắn bái chúng ta làm lão sư, cũng không có gì để truyền thụ. Trang Hiền cười gượng, làm lão sư của người khác, phải có đầy đủ tri thức truyền thụ mới được. Ngay cả học sinh cũng không bằng, dạy thế nào? Trước đó vẫn cảm thấy hạt giống tốt như vậy bị Dương sư cướp mất, ít nhiều có chút không thoải mái. Hiện tại nhìn thấy được học sinh chỉ được Trương Huyền dạy nửa tháng, lại cam tâm vì lấy lại danh dự cho hắn, không tiếc sống chết, tất cả đều vô cùng xấu hổ. Thời gian ngắn như vậy, khiến cho học sinh có độ tín nhiệm lớn như vậy, không tiếc khiêu chiến vượt cấp. Cho dù là bọn họ cũng làm không được May mà thu nhận hắn làm học đồ không thành công Nếu không, học đồ còn mạnh hơn lão sư Khẳng định xấu hổ chết người Ba vị danh sư xấu hổ dưới đài lại trực tiếp ổn lên Mỗi một người trợn mắt há hốc ngồm Học sinh khiêu chiến lão sư còn hỏi người dám nhận không Quả thực chính là trắng trợn khiêu khích Đặc biệt đối với lục tầm mà nói Mặt mũi này đánh quá độc ác Đánh giá sư giả thất bại, cảm thấy mất mặt muốn ở trên phương diện tu vi ngược trương lão sư một chút, tìm kiếm chút vui vẻ, tìm về chút mặt mũi. Kết quả, học sinh của đối phương nói, muốn khiêu chiến lão sư của chúng ta, người còn không xứng. Chỉ xứng so tài với chúng ta. Chỉ có điều, làm như vậy là phải có khí phách tranh. Các ngươi chỉ là học sinh mới nhập môn, cho dù có chút đột phá, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ mới học tập nửa tháng mà thôi. Trực tiếp khiêu chiến lão sư sao kim nổi danh nhất Hồng Thiên học viện, đường đường là cao thủ ích huyệt cảnh, làm sao có thể làm được. Mau nhìn triệu nhã, mọi người đang thấy kỳ quái, đám này học sinh làm như thế, có phải có chút quá mạo hiểm hay không? Chợt nghe được trong đám người không biết có ai kêu lên. Nghe được tiếng kêu, ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung ở trên người nữ xinh xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi này. Chỉ thấy khí thức toàn thân nàng giống như lợi kiếm phá vỡ trời cao, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng sắc bén. Âm ầm dựa theo khí tức không ngừng tăng thêm, toàn thân như nhận được lột xác nào đó, càng xinh đẹp hơn, càng có cảm giác không dính một hạt bụi nhỏ, giống như tiên tử. Nàng, đang đột phá. Đan điền cảnh đỉnh phong, chân khí cảnh, chân khí cảnh đỉnh phong, bì cốt cảnh. Bì cốt cảnh đỉnh phong, sao có thể như vậy được? Thời gian mấy hơi thở, liên tục đột phá mấy cấp bậc. Người làm sao có thể thăng cấp nhanh như vậy? Chẳng lẽ, trước đó nàng cố ý áp chế tu vi, hoặc là cố nén không đột phá. Cho tới bây giờ, mới một lần hành động thành công, khiến cho tất cả mọi người chấn động kinh ngạc. Rất có thể, mau nhìn, đã là đỉnh lực cảnh. Nhìn thấy được triệu nhã trong đài, tất cả mọi người cảm thấy điên rồi. Nàng đang điên cuồng đột phá. Chuyện này, chuyện này. Chu Hồng đối diện thoáng lảo đảo ngã xuống đất, khiếp sợ đến mức môi trắng bệch. Trước đó nghĩ đột phá đến chân khí cảnh, báo thù một mũi tên lần trước. Kết quả cuối cùng hắn không có cơ hội lên đài, hắn rất không cam lòng, có kế hoạch tìm cơ hội lại đánh đám người triệu nhã một trận. Nhưng khi nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, hắn mới biết được ý nghĩ này của mình là ấu trĩ và buồn cười tới mức nào. May là không đến lượt mình so tài, bằng không nhìn tình hình của triệu nhã, một tát còn không đập hắn thành bánh thịt sao? Thật đáng sợ, trương lão sư này rốt cuộc dạy thế nào, có thể khiến cho tốc độ học sinh tiến bước nhanh như vậy? Cuối cùng, triệu nhã ngừng lại ở đỉnh lực cảnh đỉnh phong, toàn thân cũng càng thêm suốt trần thoát tục, từng hành động cử chỉ, giống như huyền nữ trên cửu thiên, trói mắt không thể tả. Đây là thể chất thuần âm được kích hoạt sao? Triệu phong thành chủ và quản gia diêu hàn lúc này cũng trợn tròn mắt, nắm đấm không tự chủ được siết chặt. Tuy rằng bọn họ sớm biết triệu nhã là loại thể chất này, trường lão sư cũng đặc biệt chuẩn bị phá âm đan, hỗ trợ đột phá. Chỉ là nằm mơ bọn họ cũng không nghĩ tới, đáng sợ như vậy, kinh người như vậy. Trong nháy mắt lại tăng lên tới đỉnh lực cảnh đỉnh phong. Tiểu nhã thực sự gặp được một vị lão sư tốt. Sau khi hết khiếp sợ, triệu phong thành chủ xúc động. Làm phụ thân, nữ nhi là thể chất thuần âm tự nhiên không biết, cả ngày khó chịu cũng không nhìn ra. Thực sự là rất không làm tròn bổn phận. Nếu không phải là gặp được vị trương lão sư này, đừng nói đột phá, sợ rằng sẽ bị thể chất đặc biệt này hành hạ thống khổ không chịu nổi, Tu Vi cũng không có cách nào tiến bước. Sớm nghe nói thể chất đặc biệt, một khi kích hoạt, Tu Vi sẽ đột nhiên tăng mạnh, phát sinh biến hóa về chất. Vốn tưởng rằng đó là lời nói vô căn cứ, hiện tại xem ra là sự thật, Triệu Thành chủ, người có nữ nhi tốt, sợ rằng sau đó Thiên Huyền Vương quốc chúng ta đều phải dựa vào nàng để quật khởi. Thẩm Truy Bệ hạ ở một bên, cũng không kìm lòng được cảm thán. Chương 298, sách màu vàng lại hiện ra, hai Triệu Phong đi tới Vương Thành, chuyện Triệu Nhã Nữ Nhi của hắn có thể chất thuần âm, thẩm truy bệ hạ cũng đã biết, vốn tưởng rằng tối đa thiên tài hơn người bình thường một ít. Dù nằm mơ cũng không nghĩ tới, thiên tài nhiều như vậy. Sau nửa tháng ngắn ngủi, từ võ giả nhất trọng tụ tức cảnh đỉnh phong đạt được võ giả ngũ trọng đỉnh lực cảnh đỉnh phong. Điều này đã không thể sử dụng từ yêu nghiệt để hình dung nữa. Tuyệt đối là nghịch thiên. Thiên phú như vậy, sau này lớn lên thành cự phách một phương, bảo hộ một phương, là chuyện đương nhiên. Có thể sau này thiên huyền vương quốc sẽ dựa vào thiếu nữ này tới chống đỡ, đi về phía ánh sáng huy hoàng càng cường đại hơn. Chỉ dựa vào các người cũng muốn khiêu chiến ta. Không biết tới sự chấn động kinh ngạc của mọi người, nhìn thấy được mình muốn chiến đấu trương huyền, lại bị học sinh của hắn ngăn cản, ra mặt lục tầm co giật. Sớm biết như vậy, còn không bằng không mở miệng. Lúc này thì hay rồi, bị những học sinh này ngăn chặn, không động thủ, người khác sẽ nói sợ bọn chúng. Động thủ lại khó tránh khỏi ỉ lớn hiếp nhỏ, mấu chốt nhất chính là thắng không vẻ vang, thua càng mất mặt. Phiền muộn mãnh liệt khiến cho hắn đều nhanh điên rồi. Không sai, cho dù chiến thắng không nổi, vì vinh dự của Trương lão sư, chúng ta cũng sẽ không tiếc. Đám người Triệu Nhã đều lộ ra sự kiên định không cho phép cửa tuyệt. Thậm chí Vương Dĩnh trước đó thoạt nhìn có chút nhu nhược, cũng không lui về phía sau chút nào trương lão sư là tuyến phòng ngự thần thánh nhất trong lòng bọn họ mấy ngày qua bọn họ cố gắng là vì cái gì còn không phải là làm cho hắn vẻ vang sao ngày hôm nay kẻ đầu sỏ gây tai họa muốn dẫm đạp lên tôn nghiêm của hắn lại ở trong này bọn họ quyết không lui về phía sau một bước trương lão sư để cho chúng ta tìm lại công đạo cho lão sư trương lão sư để cho chúng ta giúp lão sư rửa sạch sự khinh thường và sỉ nhục của đối phương đám hài tử này nhìn thấy được hành động của bọn họ, dù tâm tính trương huyền trầm ổn, đạt được cảnh giới tâm phẳng lặng như mặt nước, viền mắt cũng nhất thời đỏ lên. Hắn thu nhận mấy học sinh này, chỉ là vì không bị học viện khai trừ, hóa giải nguy cơ đầu tiên sau khi sống lại. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, gieo một hạt giống, trả lại cho mình một cánh rừng. Hắn không có phương pháp dạy học gì tốt, cũng không tận lực làm cho đối phương cảm kích. Điều hắn làm, chỉ là tận tâm mà thôi hắn chỉ là không muốn có lỗi với bất kỳ người nào. Kết quả lại làm cho hắn cảm động. Hồi tưởng lại trước đó, bình thường vẫn suy nghĩ có đáng giá hay không. Bây giờ mới biết, lòng người không phải là thứ tiền tài, vật chất có thể cân nhắc. Chỉ khi người thật lòng với bọn họ, bọn họ mới có thể thật lòng đối với ngươi. Không có cái gọi là đáng giá hay không đáng giá, có nên hay không nên. Khó trách bọn họ tu luyện trận pháp hợp khích, chỉ sợ cho dù lục tầm không khiêu chiến với ta, Bọn họ cũng sẽ lấy lại địa bàn, giúp ta chút giận." Trong lòng hắn cảm động, lúc này hắn mới hiểu được nội dung trước đó đồ thư quán nhìn thấy được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Hắn vẫn nghi ngờ, đám nhóc này tu luyện trận pháp hợp kích làm cái gì? Xem ra chính là vì hiện tại. Lục Tầm khiêu chiến đánh giá sư giả, làm cho mình không thể không tiếp nhận, khiến cho mình chật vật không chịu nổi, danh dự bị hao tổn. Trong mắt bọn họ nhìn thấy được những điều này, cho dù ngày hôm nay lục tầm không có khiêu khích khẳng định bọn họ cũng sẽ xông lên tìm hắn lý luận tìm hắn so tài cho dù biết rõ không địch lại cho dù biết rõ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa bọn họ cũng vì nghĩa không hề trùn bước chỉ vì không để cho lão sư chịu nhục những tiểu tử này không nghĩ tới trong lòng thầm run rẩy trương huyền cố nén nước mắt không thể để cho bọn họ mạo hiểm hắn đang muốn đứng dậy tiến hành khuyên can lại cảm thấy trong đầu chấn động trong giá sách sâu bên trong thiên đạo đồ thư quán một quyển sách màu vàng lại xuất hiện sách này lẽ nào có liên quan đến việc học sinh cảm kích nhìn thấy được quyển sách hình thành trương huyền sửng sốt lần trước hình thành sách màu vàng hắn cũng không biết từ lúc nào lúc này lại tận mắt nhìn thấy được mấy học sinh vì mình phấn đấu quên mình chẳng lẽ sách màu vàng hình thành có liên quan đến học sinh ý nghĩ này lóe lên ở trong đầu Hắn không nghĩ nhiều nữa. Bây giờ không phải là thời điểm nghiên cứu điều này, hắn đứng dậy, đang muốn đi tới, bảo mấy học sinh lui ra phía sau, lại thấy mấy người đồng thời xoay đầu lại. "Trương lão sư, đây là quyết định mấy người chúng ta đưa ra, vẫn hy vọng lão sư không nên can thiệp vào." Ánh mắt trong suốt của Triệu Nhã nhìn qua, mỉm cười, giọng nói vang vọng bốn phía xung quanh, mang theo sự kiên định không cho cự tuyệt. "Lão sư vì chúng ta bỏ ra nhiều như vậy, chúng ta thầm muốn làm chút chuyện gì đó cho lão sư cũng muốn biểu diễn công lao lão sư mấy ngày qua chỉ điểm tu vi cho chúng ta để cho tất cả mọi người biết danh dự của lão sư không thể sỉ nhục uy nghiêm của lão sư không thể xâm phạm nhìn thấy được những tiểu tử này ánh mắt mỗi một người kiên nghị quyết định của mỗi một người vững chắc giống như núi toàn thân trương huyền căng thẳng không nhịn được dừng lại mong lão sư thành toàn triệu nhã ôm quyền mong lão sư thành toàn. Bốn người khác cũng đồng thời mở miệng. Được, các ngươi cẩn thận, nếu quả thật không phải là đối thủ, lại chịu thua đi. Yên tâm đi, lão sư đứng ở chỗ này, không ai dám sỉ nhục, cũng không ai có thể sỉ nhục. Chắp hai tay ở sau lưng, hai hàng lông mày của Trương Huyền nâng lên, khí tức trên người thoáng cái kích phát ra, sông thẳng lên trời. Ở dưới khí tức cường đại, mấy cái bàn xung quanh lập tức nổ tung, biến thành bụi phấn. Thông Huyền Cảnh, Đỉnh Phong, có tiếng kinh ngạc kêu lên. Chương 299, Bàn Long thủ một. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người cảm thấy đồng tử co lại, sắc mặt trở nên trắng bệch. Trương lão sư không phải là nổi danh phế vật sao? Không phải nói tu vi của hắn không tốt, giảng bài rất kém cỏi sao? Thông Huyền Cảnh Đỉnh Phong, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá nửa bước tông sư. Thực lực như vậy, ở toàn bộ Thiên Huyền Vương quốc cũng có thể đi ngang. Cái này gọi là tu vi kém, đùa giỡn ta sao? Xem ra, tin tức trước đây là thật, hắn chỉ là giấu mình, không muốn thể hiện ra mà thôi. Chỉ sợ cũng chỉ có thực lực như vậy, mới có khả năng dạy dỗ học sinh như đám người Triệu Nhã, Trịnh Dương vậy. Thông Huyền cảnh đỉnh phong, viện trưởng cũng không có thực lực như vậy. Cường giả như vậy, mới chỉ là một lão sư cấp thấp. Học viện thực sự mắt mù rồi đều là do thượng thần trưởng lão bọn họ cố ý áp chế. Vô sỉ, người như thế phải khai trừ. Trương huyền thi triển ra tu vi, bất kể trên đài dưới đài, đều trực tiếp phát điên rồi. Vốn cho rằng hắn chỉ là ít huyệt cảnh, nằm mơ cũng không nghĩ tới, thông huyền cảnh đỉnh phong, lực chiến đấu cao nhất trong thiên huyền vương quốc. Lục tầm đối diện, toàn thân càng cứng đờ, sắc mặt trắng bệch. Hắn luôn luôn tự xưng là thiên tài, không người nào có thể vượt qua hắn. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, người hắn vẫn muốn khiêu khích, chưa đủ 20 lại đạt tới thông huyền cảnh đỉnh phong. Còn là người sao? Mình lại muốn cùng loại cường giả này một đấu một. Đầu óc có phải đã hỏng hay không? Bất kể là dạy học hay tu vi, đối phương còn chưa ra tay, mình đã thua. Hơn nữa, còn triệt để như vậy. Học sinh vì lão sư tranh vinh quang, lão sư vì học sinh làm hậu thuẫn, sư sinh kết hợp với nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đây mới thật sự là sư sinh. Đây mới là hy vọng và cảnh giới chúng ta theo đuổi. Dương sư thật lợi hại, quả nhiên có mắt sắc nhìn người. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, ba đại danh sư đều đứng dậy. Mỗi một người đều kích động sắc mặt đỏ lên. Học sinh cần có lão sư tốt, lão sư cần có học sinh tốt. Cái gọi là lão sư tốt, học sinh tốt, lẽ nào lại chỉ thiên phú và tu vi sao? Không, đó là một loại tín nhiệm, một loại ăn ý, và một loại trách nhiệm. Đám học sinh trước mắt vì Trương lão sư, có thể bỏ ra tất cả. Trương lão sư làm hậu thuẫn cho bọn họ, mặc cho sóng biển trào qua, vẫn có thể ổn định, trung tâm đứng sừng sướng không ngã. Đây mới thật sự là sư sinh, thật sự là cảnh giới cao nhất của dạy học. Giả, dạ, thấy lão sư không khuyên can, cũng lại trở thành hậu thuẫn kiên cường nhất cho bọn họ, đám người Triệu Nhã hưng phấn đồng thời xoay người lại, nhìn về phía Lục Tầm trước mắt lục lão sư ra tay đi muốn so tài cũng có thể lục tầm ta không chiếm tiện nghi của các ngươi đi lên sư đài chiến đấu biết so tài là chuyện không thể tránh được lục tầm cũng không né tránh chắp hai tay ở sau lưng học sinh và lão sư so tài có một địa phương đặc biệt đó chính là sư chiến đài ở chỗ này lão sư có thể áp chế tu vi tới ngang bằng học sinh tiến hành chiến đấu trước đây trịnh dương và chu thiên chiến đấu chính là ở trong này không cần tới sư chiến đài, lại ở trong này chiến đấu đi, Người cũng không cần áp chế tu vi. Viên đào cười, từng bước tiến về phía trước. Trước đây, thời điểm cùng khổng kiệt, hắn chỉ là một kẻ bình thường bị ổi. Mà lúc này hắn bước lên trước, lập tức giống như là thay đổi thành một người khác, tu vi tuy rằng vẫn là tụ tức cảnh hậu kỳ, khí chất lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như dao long lao trời, bay lượn cửu tiêu. Các huynh đệ, ta lên trước. Xít gào một tiếng, Viên đào lao vọt về phía lục tầm trước mặt, không có bất kỳ chiêu số nào, trực tiếp biên cuồng xông tới, đụng mạnh. Lẽ nào tu vi của hắn cũng là giả? Không thể nào đâu. Hơn nửa tháng trước, thời điểm hắn tham gia sát hạch, miễn cưỡng đạt được võ giả nhất trọng tụ tức cảnh sơ kỳ. Thời gian ngắn như vậy đạt được hậu kỳ, đã rất đáng sợ. Làm sao có thể ngụy trang được? Cho dù không ngụy trang, cũng tuyệt đối không phải là tụ tức cảnh hậu kỳ chúng ta dáng vẻ bị ổi của hắn trước đó che mờ nát. Nói thật, cho dù khổng kiệt sơ suất, người cảm thấy tụ tức cảnh bình thường có thể một quyền đánh hắn rơi xuống đài so đấu sao. Điều này, nhìn thấy được viên đào không ngờ là người đầu tiên xông lên, hơn nữa khí chất phát sinh biến hóa rõ ràng như vậy, đối mặt với lục tầm ích huyệt cảnh hoàn toàn không có chút sợ hãi, tất cả mọi người ổ lên. Trước đó, người này và khổng kiệt chiến đấu, khiến người ta đều cho rằng hắn không có thực lực gì, chỉ là một người tính cách vô sỉ tiểu nhân. Lúc này bọn họ mới phát hiện ra, căn bản không phải là chuyện như vậy. Đây chính là cường giả ích huyệt cảnh, người đỉnh lực cảnh đối đầu với hắn cũng phải khiếp sợ. Hắn lại trực tiếp xông lên, làm sao có thể đơn giản được. Hừ, thấy người đầu tiên xông lên là người này, sắc mặt lục tầm trầm xuống. Bàn tay hắn lật một cái lại vỗ xuống. Vì đề phòng xuất hiện mạng người, hắn chỉ dùng một phần lực lượng. Dù vậy, dựa vào lực lượng ích huyệt cảnh đỉnh phong của hắn cũng đủ để khiến bia đá nứt ra một trường phá hủy thân cây to bằng miệng chén chỉ có điều lực lượng cường đại như vậy bịch một tiếng đánh vào trên người kẻ béo mập này không những không có ngăn cản được đối phương chút nào ngược lại kích thích tâm huyết của người này toàn người xông tới húc vai trực tiếp đụng vào ngực hắn không phải là kháo sơn băng cũng không phải lại nhân ỷ thụ chỉ là một cái húc bình thường giống như man thú húc vào nhau um, một tiếng động giống như tiếng trống vang lên, sắc mặt lục tầm nhất thời đỏ lên, không kìm chế được, lui về phía sau hai bước. Cái gì? Đồng tử co lại. Người khác chỉ biết là tu vi chân khí của hắn đã tới ích huyệt cảnh, vô cùng cường đại, nhưng lại không biết hắn am hiểu tu luyện thân thể hơn. Bởi vì hắn si mê, từng bảo phụ thân lục trầm đại sư sao chép một phần tất cả bí quyết tu luyện thân thể trong tàng thư khố của vương quốc trở về trong nhà. Trường 300, Bàn Long Thủ 2 chỉ dựa vào điểm ấy cũng có thể thấy được thân thể hắn tu luyện tuyệt đối không đơn giản chính vì vậy va chạm vừa rồi hắn rõ ràng có thể mau chóng tránh được nhưng hắn lại không nhúc nhích vốn tưởng rằng chỉ là một tiểu tử có chút lực lượng nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới lại đáng sợ như thế va chạm đơn thuần cho dù thân thể hắn có sức lực mạnh mẽ vẫn cảm thấy sắc mặt đỏ lên thiếu chút nữa thì phun ra một búng máu nếu như liên tục bị va chạm như vậy vài cái chỉ sợ hắn cũng không cần tiếp tục chiến đấu nữa. Đụng một cái, lục lão sư lui về phía sau. Người này cũng thật đáng sợ. Dưới đài đều là người tu luyện, tuy rằng bọn họ không biết lực đạo thực sự của viên đào đụng tới vừa rồi, nhưng có thể nhìn ra lục lão sư biến sắc, mỗi một người đều chấn động kinh ngạc cầm rơi trên mặt đất. Khiến cho ích huyệt cảnh cường giả đỉnh phong lui về phía sau, đây phải cần lực lượng lớn tới mức nào. Cường giả đỉnh lực cảnh bình thường, sợ rằng có thể trực tiếp đâm chết. Khổng Kiệt bị Viên Đào đánh một quyền đã bất tỉnh, vừa tỉnh dậy lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn khiếp sợ đến mức sắc mặt nhất thời trắng bệch, lại ngất đi. Đồng thời trong lòng hắn thầm cảm thấy may mắn đối phương không sử dụng chiêu này đối phó hắn. Bằng không, lại không phải chỉ hôn mê đơn giản như vậy. Sợ rằng tự nhiên đã bán thân bất thoại. Là ta coi thường ngươi. Lui về phía sau hai bước, đứng vững hít thở, vẫn cảm thấy ngực đau đớn. Lục tầm hít mắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người béo mập trước mắt, không còn chút khinh thường nào. Đối phương va chạm, hắn liền biết người trước mắt này bất kể là lực lược, hay lực phòng ngự thân thể, so với hắn chỉ mạnh hơn chứ không kém. Nói cách khác, chỉ dựa vào thân thể, giết chết cường giả đỉnh lực cảnh, không có bất kỳ khó khăn nào. Từ khi nào Trương Huyền tìm được một quái thai như vậy? Hắc hắc, người coi thường vẫn còn nhiều. Một đòn thuận lợi, viên đào khẽ cười, thân thể lại thoáng lắc một cái, toàn thân sông lên. Hừ, thấy hắn giở mánh khóe cũ, lục tầm không lại khinh thường. bàn tay nhẹ nhàng giạch một cái, chân khí ở trước mắt biến thành một vòng tròn, cùng va chạm với lực lượng này. viên đào sông tới, lập tức giống như là con cá rơi vào vòng xoáy, giống như uống say, lắc hai vòng, vọt qua bên cạnh hắn, ngay cả một chút da lông cũng không hề chạm tới. bàn long thủ, là bàn long thủ. Trong đám người không biết có ai kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Bàn Long thủ là cái gì? Có người nghi ngờ hỏi. Là một loại võ kỹ thất truyền, có người nói tu luyện tới đại thành, có thể bố trí một vòng tròn chân khí ở bên ngoài thân thể, ngăn cản tất cả công kích ở bên ngoài. Vốn tưởng rằng chỉ là một lời đồn đại, không nghĩ tới, Lục lão sư tự nhiên thi triển ra. Trong mắt người hiểu rõ tình hình rõ ràng hoàn toàn không thể tin được. Ngăn cản tất cả công kích ở bên ngoài điều này võ kỹ này quá nghịch thiên người noi trước đó líu lưỡi chiến đấu cùng người có thể ngăn cản công kích ở bên ngoài dĩ nhiên đã đứng ở thế bất bại đáng sợ mọi người ban đầu chấn động kinh ngạc vì lực lượng của viên đào lúc này lại nhìn về phía lục tầm ánh mắt mỗi một người đầy vẻ nghiêm trọng dưới sự nổi danh không có chiến sĩ giả vị lục tầm này có thể ở hồng thiên học viện đánh ra danh tiếng lớn như vậy quả nhiên danh bất hư truyền đúng vậy người hiểu rõ tình hình cũng gật đầu ngăn cản công kích ở bên ngoài chẳng phải không ai có thể phá được sao trong đám người có một người không thể tiếp tục kiềm chế được bất kỳ võ kỹ nào đều có phương pháp phá giải bàn long thủ tuy rằng đáng sợ vẫn còn không đạt được tới trình độ vô địch nghe nói chỉ cần lực lượng tập trung ở một điểm vượt quá lực lượng người thi triển là có thể dễ dàng phá giải nói cách khác lục lão sư bây giờ có thể thi triển lực lượng 45 đỉnh. Muốn phá giải chiêu này, phải dùng ra lực lượng vượt qua 45 đỉnh, công kích ở một chỗ. Người hiểu rõ tình hình nói đến đây, ngẩng đầu nhìn về phía đám người triệu nhã. Trương lão sư khẳng định có thể phá vỡ, nhưng những học sinh này của hắn sợ rằng không làm được, trừ khi có người lĩnh ngộ ra chân ý của binh khí, cũng có thể trực tiếp phá vỡ. Chỉ là làm sao có thể. Nói đến đây, hắn không nhịn được lắc đầu, chân ý của binh khí là thứ người tu luyện nằm mơ cũng muốn đạt được vô số người phấn đấu cả đời đều làm không được toàn bộ thiên huyền vương quốc chưa từng nghe qua người nào như thế mấy học sinh làm sao làm được đúng vậy mọi người đồng thời gật đầu cũng đúng những học sinh này chỉ có thực lực khoảng võ giả nhị trọng cho dù cường thịnh mấy đi nữa lại làm sao có thể ở trên phương diện lực lượng vượt quá cường giả ích huyệt cảnh đỉnh phong lại làm sao có thể lĩnh ngộ ra chân ý của binh khí xem ra cái gọi là khiêu chiến này chỉ là một chuyện nực cười. Bàn long thủ của lục tầm lão sư vừa ra, trực tiếp có phòng ngự vô địch, đứng ở thế bất bại. Viên đào, danh tiếng không thể để cho một mình ngươi chiếm. Xem ta đây, lại ở thời điểm trong lòng mọi người nhận định như vậy, một tiếng hét dài vang lên. Trịnh Dương bước ra ngoài, không thấy hắn có quá nhiều động tác, trường thương trong tay giống như dao long lao vọt lên, trực tiếp đâm về phía trước. Chỉ có một chiêu, lại đường đường chính chính, thoải mái, nhắm thẳng vào đại đạo, làm cho không người nào có thể chống đỡ, không có cách nào né tránh. Vù vù vù, tốc độ của trường thương quá nhanh, không khí hình như không chịu nổi gánh nặng, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Dựa theo trường thương đâm ra, khí tức trên toàn thân Trịnh Dương càng lúc càng nồng đậm. Mặc dù thực lực chỉ là võ giả nhị trọng đan điền cảnh, lại cho người ta một loại cảm giác người và thương hợp nhất, người tức là thương, thương chính là người. Ầm um trường thương đánh trúng vòng chân khí của lục tầm, phát ra một tiếng nổi kịch liệt. Bịch 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 bịch, sắc mặt lục tầm nhất thời trắng bịch, liên tục lui lại tròn bốn bước, mặt trắng như tờ giấy. Bàn long thủ, bị phá vỡ. Thương ý, là thương ý sao? Vương siêu chợt đứng lên. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 300.